Dạ, Nam Mô Bụt Thầy dạ. Dạ, kính cảm ơn cô Trần Đạo. Nam Mô Bụt Thầy dạ, con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật Tăng. Dạ, con Quỳ Ngọc con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Tri, Sư Nguyên Thông cùng Chư Tôn Đức. Dạ, con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ, kính chào tất cả quý đạo hữu. Thưa, hôm nay là ngày Chủ nhật 2 tây tháng 1 năm 2022 dương lịch, cũng là nhằm ngày 30 tháng 11 âm lịch năm Tân Sửu. Nghi thức truyền thọ giới Pháp sẽ mở đầu chương trình sinh hoạt trong ngày. Dạ. Con kính mời quý Phật tử nào muốn thọ bát xin chuẩn bị để cùng con tập bạch sinh giới. Nam Mô Bụt Thầy, thay mặt quý Phật tử, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh từ bi truyền tam quy và bát giới cho chúng con. Uka samayang phante tisarapne nasaha athang gasaman nagatang upo sathang yachama. Dutiyam bhimayang phante tisarapne nasaha athang gasaman nagatang upo sathang yachama. Tatiyam bhimayang phante tisarapne nasaha athang gasaman nagatang upo sathang yachama. Ngưỡng bạch chư tôn đức, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ hai, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ ba, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Kính mong quý ngài lân mận trao truyền quy giới cho chúng con. Và chúng con thành kính cùng Thượng Tọa Minh Hạnh. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Buddha hằng saranam gacchami, đệ tử nguyện quy y Phật. Buddhang saranam gacchami, đệ tử nguyện quy Phật. Dhammang saranam gacchami, đệ tử nguyện quy y Pháp. Dhammang saranam gacchami, đệ tử nguyện quy Pháp. Sanghang saranam gacchami, đệ tử nguyện quy y Tăng. Sanghang saranam gacchami, đệ tử nguyện quy Tăng. Dutiyam bi Buddhang saranam gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Phật.
Duttiyambi Buddhang Saranang Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Phật. Duttiyambi Dhammang Saranam Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Pháp. Dhammang Saranam Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Pháp. Duttiyambi Sanghang Saranam Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Tăng. Duttiyambi Sanghang Saranam Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Tăng. Tatiyambi Buddhang Saranam Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Phật. Tatiyambi Buddhang Saranam Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật. Tatiyambi Dhammang Saranam Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Pháp. Tatiyambi Dhammang Saranam Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Pháp. Tatiyambi Sanghang Saranam Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Tăng. Tatiyambi Sanghang Saranam Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Tăng. Banati Bata Veramani Sekha Padang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh. Panatipata Veramani Sikkhapadang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh. Adinadana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp. Adinnadana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp. Abrahmacharya Veramani Sikkhapadang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trượt hạnh. Abrahmacharya Veramani Sikkhapadang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trượt hạnh. Musawada Veramani Sikkhapadang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không nói dối. Musawada Veramani Sikkhapadang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không nói dối. Sura Merayamachapamadathana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say. Sura Merayamachapamadathana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami,
Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say. Vikalapojana Eramani Sikkhapadang Samadhiyami. Đệ tử nguyện giới không ăn phi thời. Vikalapojana Eramani Sikkhapadang Samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời. Nacchayita vadita visu gadasana mala gantabide bata dharana mandana vipu sanatthana veramani sikhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức. Nacchayita vadita visu kadasana mala gan thavile panatha chanaman dana vifu sanatana we jamani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức. Ukka sijana maha sijana veramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàng tọa cao sang. Ukka sijana maha sijana veramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàng tọa cao sang. Imang atthang gassamanna gatang uthappan nyattang bodhisattang imang charattin imang chadivassang sammadeva afirakittum sammadhiyami. Chúng con nguyện tinh tấn nghiêm trì ba quan trai giới mà Đức Phật đã giao truyền cho ngày nay và đêm nay, nguyện vun bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai. Imani apasikham badani ubosasi valasena iman jaratan iman jidivasang satukang katwa apamade namarakitapang. Chư Phật tử đã thọ tam quy và bát quan trai giới, hãy chân chánh nghiêm trì trọn ngày nay về đêm nay chẳng nên dễ vui. Amante, chúng con xin thành kính phụng hành. Si lena su ga tan yan ti, si lena phu ga sam ba da, si lena ni phu tan yan ti, ta sa ma si lang vi so, ta ye. Người giữ giới hằng được phú túc mạng chung, thọ sanh lạc cảnh là thẳng duyên chứng đắc niết bàn. Do vậy hành giả nên dốc lòng trì giới tỉnh thanh. Xá thú lành thai, Phật là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo từ ân, nguyện lời chân thật tác thành thăng duyên. Gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, nương mong Phật bảo đức lành từ dung. Pháp là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lạc. Quy y Pháp bảo chánh chân, nguyện lời chân ta thành thăng duyên. Gieo năm vóc
trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lội vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong pháp bảo đức lành từ dung. Tăng là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Tăng Bảo Tịnh Thanh, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên, gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Tăng Bảo đức lành từ dung. Bhagavato sabba mangalam rakkhantu sabbe devata sabba buddhana bhavena sada sati bhavantu te Bhagavato sabba mangalam rakkhantu sabbe devata sabba dhammana bhavena sada sati bhavantu te Bhagavato sabba mangalam rakkhantu sabbe devata sabba sankhana bhavena sada sati bhavantu te Tất cả có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người do nhà oai đức của chư Phật, do nhà oai đức của giáo pháp, do nhà oai đức của chư tăng, các sự thanh lợi thường thường đến người cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thụ sa thụ lành thai lành thai. Nam mô Bụt Thầy. Chúng con thành kính đảnh lễ và thành kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi thay mặt chư tăng trao truyền bát quan trai giới cho hàng Phật tử chúng con. Và sa thú kính cảm ơn cô Nhật Huỳnh và con thành kính đảnh lễ thượng tọa Tế Siêu. Con thành kính đảnh lễ thượng tọa Giác Bản cùng chư tôn đức và kính mời MC tiếp tục với chương trình hôm nay. Nam mô Bụt Thầy. Bồ Tát giá. Đây là chương trình Phật pháp Phật Dharma trên mạng internet, web portal, Facebook và Zoom. Mỗi ngày 2 giờ giữa mùa đông Việt Nam từ 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 tối, Houston 7 giờ 30 đến 9 giờ 30 sáng, New York 8 giờ 30 đến 10 giờ sáng, Cali 5 giờ 30 đến 7 giờ 30 sáng, Paris 2 giờ 30 đến 4 giờ 30 chiều, Sydney 12 giờ 30 tối đến 2 giờ 30 sáng. Con lành miệng thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay chủ nhật ngày 2 tháng Giêng năm 2022, Phật lịch 2565, tuần lễ sinh hoạt đặc biệt tiễn 2021 bước sang năm 2022. Chủ đề hôm nay: cái gì thật sự quan trọng khi nói về tương lai? Do thượng tọa Giác Đẳng điều hành chương trình, chúng con kính thỉnh thượng tọa Giác Đẳng từ bi mở đầu. Nam mô Bụt Thầy. Kính đảnh lễ thượng tọa Tế Siêu, đảnh lễ chư tôn đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Trước thì hôm nay là ngày 2 tháng Giêng năm 2022 và là ngày cuối cùng của tuần lễ 7 ngày. Chúng ta có sinh hoạt đặc biệt ở trong lớp Phật pháp Buddha Đàm để tiễn đưa năm cũ và bắt đầu năm mới 2022. Thưa quý vị, mặc dù đây không phải là nguyên đáng mà là Tết dương lịch, chúng ta ít khi có những cái bận tâm về phong tục kiêng cữ đầu năm đầu tháng. Nhưng mà trên thực tế thì ngày nay dương lịch đã phổ biến rộng rãi, mà trên phương diện hành chính thì chúng ta sử dụng năm dương lịch. Như vậy, khởi điểm của một năm mới thường là người ta hay có những kế hoạch, chương trình cho 12 tháng mà chúng ta gọi là một tương lai gần. Năm nay 2022, nhân loại phải đối diện với nhiều câu hỏi
là liệu rằng đại dịch COVID có kết thúc để cuộc sống ở trên cả hành tinh xanh này trở lại bình thường hay không? Chúng ta có thể tiếp tục di chuyển từ châu lục này sang châu lục khác một cách thoải mái như trước khi có đại dịch, hoặc giả là nền kinh tế thế giới đang bị đe dọa bởi nhiều sự trì trệ về vận chuyển, về sản xuất, có sớm được phục hồi hay không? Tất cả đều là những bài toán đố mà ai biết được câu giải đáp đích xác thì người đó sẽ nắm một phần tương lai. Và dĩ nhiên là ai mà nắm phần tương lai, người đó sẽ trở nên giàu có thịnh vượng ở trong mà người ta luôn luôn nghĩ đến đầu tư vì lắm tiền nhiều bạc đây. Bạch Chi Tôn Đức và thưa quý Phật tử, chúng ta đang sống ở trong một thời đại mà những kế hoạch, những đề án, dự án luôn luôn rất là quan trọng cho cả xã hội và con người. Chúng tôi nhớ là còn nhỏ vào chùa sống đó, thì rất ít khi biết được là trong năm tới mình tổ chức lễ dân y vào ngày nào, hoặc giả là có bao nhiêu công trình sẽ làm ở trong một năm, trong 12 tháng sắp tới. Nhưng mà càng ngày sống ở bên Mỹ thì chúng tôi thấy rằng hầu hết những gì được thực hiện đều phải có tính toán, phải có trù hoạch trước. Và về điểm này thì chúng ta phải nhận rằng vấn đề đưa ra một cái kế hoạch cho tương lai đó, nó luôn luôn là một ở trong những phần quan trọng của bất cứ tổ chức, kể cả thậm chí cá nhân nào. Ở bên Mỹ người ta có đưa ra những cái bài viết, người ta nói rằng nếu mà chúng ta muốn về hưu với cái số tiền bao nhiêu tiền đó, thí dụ 1 triệu đô Mỹ Kim, thì hiện tại chúng ta phải để dành mỗi tháng bao nhiêu tiền vào trong quỹ tiết kiệm. Điều này thưa quý vị tạo thành một cái nếp văn hóa mới, là nếp văn hóa nghĩ về tương lai. Các trường đại học Hoa Kỳ bây giờ đã bắt đầu dạy môn tương lai học. Thật ra thì từ vấn đề quốc phòng cho đến kinh tế, xã hội, người ta phải có những cái kế hoạch nhiều năm, nhiều tháng, thậm chí cả thế hệ trước. Chúng tôi lấy ví dụ là sống tại thành phố Houston, cái vòng đai của con đường là Beltway 8, tức là một cái vòng xa lộ bao chung quanh Houston, xa lộ thứ hai đó. Thì vòng đai này, khi mà chúng tôi mới về chùa Pháp Luân thì họ bắt đầu xây cất. Và chúng tôi có quen với một vài kỹ sư làm việc cho thành phố, thì họ nói rằng cái kế hoạch xây dựng cái vòng đai thứ hai nó đã có từ 50 năm trước rồi. Và do vậy, khi mà người Mỹ đó, họ xây dựng thành phố, họ tốn ít tiền hơn Việt Nam. Tại vì người Việt Nam chúng ta đó phải tốn rất nhiều tiền để giải tỏa mặt bằng. Có nghĩa là chúng ta vốn không có trù hoạch trước, không có quy hoạch trước. Do vậy, làm tới đâu chúng ta giải tỏa mặt bằng tới đó nên rất là tốn kém. Và dĩ nhiên là nó cũng phải hao hụt tài sản rất là nhiều. Bởi vì chúng ta tưởng tượng rằng những con dài, bao nhiêu đất đai mà phải giải tỏa để có được đất đai để làm đường. Thì như vậy không có nghĩa là những kế hoạch về tương lai luôn luôn là sai. Phải nói rằng đa số những cái diễn tiến của xã hội ngày nay đều nằm ở trong những cái quy hoạch, những cái kế sách mà chúng ta gọi là dài hạn. Tuy nhiên khi mình nhìn lại giáo lý của Đức Phật, thì thứ gì một ở trong những cái chìa khóa của cuộc sống mà ngay cả các vị Bà La Môn còn tại thế đôi khi đều ra câu hỏi thắc mắc với Đức Phật, là tại sao các vị tỳ kheo sống rất giản dị ở trong rừng sâu, ở dưới cội cây, ở trong hang đá, chỉ ăn thực phẩm khất thực mà các vị có cái cuộc sống rất là ung dung giống như con thú rừng, không có bị giam cầm, không bị ràng buộc. Các vị có cuộc sống rất là an lạc thể hiện qua nét mặt. Thì Đức Phật ngài dạy rằng bởi vì những vị đó sống với hiện tại,
không có bận tâm nhiều về quá khứ, không có lo lắng nhiều về tương lai. Nói đến hiện tại đó, thì quả thật là ngày nay ở tại Mỹ càng ngày người ta càng ý thức được rằng con người cần hướng sự chú tâm của mình vào trong cuộc sống hiện tại hơn là chạy đuổi theo những cái kế hoạch dài hạn. Bởi vì thưa quý vị, chúng ta có thể ra đi bất cứ lúc nào. Tuần lễ vừa rồi chúng tôi có làm hai cái đám tang cho hai người Phật tử ra đi về COVID. Và một trong những số người đó thì còn trẻ chứ không có lớn tuổi. Chúng ta không ngạc nhiên gì về những cái chết mà rất là trẻ, những cái chết mà nó không có theo cái thời gian mà chúng ta nghĩ rằng à con người tuổi thọ là 60 tuổi, 70 tuổi, 80 tuổi v.v. Thì bây giờ ngày hôm nay thưa quý vị là ngày cuối cùng của chương trình sinh hoạt tất niên và tân niên. Chúng ta hãy nói về sinh hoạt tân niên. Khi mà chúng ta nghĩ đến sự khởi đầu một năm mới, thì liệu chúng ta có nên nghĩ gì về những việc nên làm cho năm mới hay không? Và nghĩ về tương lai, nó có gì mâu thuẫn đối với sự sống trong hiện tại? Đồng thời, chúng ta nói đến một điều mà xã hội Tây Phương, văn hóa Tây Phương và hóa ngày nay, người ta nói rất nhiều, đó là hy vọng. Hy vọng là lẽ sống. Thậm chí, ở Kitô giáo họ còn đưa ra chân lý bình an và hy vọng. Và hy vọng nó trở thành một trong những cái nền tảng của tín lý Kitô giáo. Chúng ta nói gì về hy vọng ở tương lai? Chúng ta mong rằng chúng ta sẽ thế này, sẽ là thế kia. Thì điều đó đó, nó là hy vọng nhưng mà có phải là ảo vọng không? Và nếu có cái gì đó chúng ta lo về tương lai thì cái ưu tiên đó là cái gì? Trong trăm muôn ngàn thứ chúng ta phải nghĩ về tương lai. Và thưa quý vị, ngay cả trong giờ phút hiện tại này, thì những gì mà chúng ta tập trung vào hiện tại, liệu rằng nó có là một cách đóng góp thiết thực cho cái sự suy tư của chúng ta về tương lai hay không? Trong những ngày vừa qua thì phần lớn chúng ta nói về thực trạng của nhân loại ở trong đại dịch. Chúng ta nói về sự chết chóc, chúng ta nói về sự an tịnh của nội tâm đối với hạnh phúc. Nhưng ngày hôm nay chúng ta lại đến một khía cạnh mà có lẽ là nhiều người rất là khó để có thể dễ dàng đồng thuận. Đó là chúng ta có nên sống tất cả cho tương lai? Và nếu tất cả cho tương lai thì cái gì là ưu tiên? Và nếu tất cả cho tương lai thì hiện tại chúng ta nên làm gì? Và cái mà chúng ta gọi là sống trong hiện tại, nó có một cái ý nghĩa gì gọi là liên hệ, gắn liền với tương lai? Thì thưa quý vị, mở đầu cho cái buổi sinh hoạt ngày hôm nay, xin thay mặt đại chúng đang hiện diện ở trong lớp Phật Pháp, kính thỉnh Thượng Tọa Thiếu Siêu Ban Đạo Từ và xin thỉnh Thượng Tọa Hoa Khỉ nói về sự liệu toan tương lai đối với cái lời dạy của Đức Phật mà chúng ta gọi là sống trong hiện tại. Xin thay mặt đại chúng kính cung trình tư tọa. Nam mô Bụt Thầy. Kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ Giáo Pháp, kính đảnh lễ tăng chúng. Kính bạch chư Tổng Đức, kính thưa quý tu nữ, quý Phật tử. Như chúng ta đã biết là cuộc sống chúng ta phải biết nhìn về tương lai. Có nhìn về tương lai thì chúng ta mới có thể tiến
tiến bộ được. Nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng nghĩ về tương lai, mơ mộng về tương lai. Điều này nó sẽ khó cho người Phật tử chúng ta cân nhắc. Vì nếu chỉ sống trong tương lai mà bỏ quên hiện tại thì cũng không được. Và nếu chỉ biết hiện tại mà quên cái tương lai thì cũng không được. Trước khi mà bàn về vấn đề này thì chúng tôi cũng xin có một vài lời gọi là đạo từ cho cái buổi học cuối cùng hôm nay của 7 ngày sinh hoạt đặc biệt. Trước hết, xin cảm ơn Thượng Tọa Nhất Đẳng đã sắp đặt cho Room được thời gian 7 ngày cận Tết và cho đến sau Tết, Tết Dương lịch để sinh hoạt cái chương trình đặc biệt. Đó vừa có liên hệ đến cái tình hình dịch bệnh hiện tại của nhân loại và cũng vừa có liên hệ đến cái cách sống theo Phật pháp. Và hôm nay là buổi học cuối cùng của 7 ngày của chương trình đặc biệt. Chúng ta nói về cái sự hoạch định tương lai. Thì ở đây có câu Đức Phật ngài dạy rằng Ichang Naram Brikasati, ước vọng hàng dẫn dắt người. Khi mà chúng ta có cái hoài bão, có cái sự ước vọng gì ở tương lai thì chúng ta mới chuyên tâm để chúng ta thực hiện việc đó trong những ngày sắp tới. Nhưng mà cho dù chúng ta có cái hoài bão, cái hy vọng của tương lai, nhưng chúng ta cũng nên biết rằng chính cái tương lai, có hiện tại thì mới có tương lai được. Ngay trong hiện tại chúng ta không làm cái gì thì chúng ta nghĩ đến tương lai đó thì đó chỉ là một điều mơ mộng hão huyền. Nó không có thiết thực. Vậy cho nên chỉ bằng cách là chúng ta vừa sống trong hiện tại và chúng ta phải cũng phải có cái nhìn về tương lai. Giống như loài chim khi mà nó mổ côn trùng hay là thóc để làm vật thực ăn, nó không phải cắm đầu cắm cổ mà cứ mổ như vậy
nó mổ hai ba cái, nó phải đưa mắt nhìn về phía trước. Mổ hai ba cái đưa mắt nhìn về phía trước để ngừa cái sự nguy hiểm, hoặc là để biết cái, phải làm cái gì kế tiếp. Cũng vậy, khi mà chúng ta tu tập nếu không phải chúng ta sống ở rừng sâu đơn độc một mình, và không phải là chúng ta hạ quyết tâm để chứng đắc quả vị giải thoát ngay trong hiện tại, thì chúng ta phải biết nghĩ về tương lai. Lấy một trường hợp như là bố thí. Trong năm cách bố thí của bậc trí, thì Đức Phật Ngài cũng dạy là người trí bố thí phải biết nhìn về tương lai, tức là chúng ta làm cái công việc gì chúng ta cũng phải biết đến cái quả của nó. Khi mà chúng ta bố thí và chúng ta không có nhìn về tương lai đó, thì như vậy chỉ để cho có làm thôi. Ví như một người họ bị vua bắt làm tù nhân khổ sai, họ đi cuốc đất để trồng cây, họ làm là làm nhưng mà họ không nghĩ đến cái tương lai thu hoạch quy lợi. Còn như đối với một người chủ của một ngôi vườn hay một thửa ruộng của mình, khi mà họ nhận thì họ có nghĩ đến cái việc sẽ thu hoạch quy lợi. Cũng như khi mà chúng ta sống, chúng ta làm các cái việc thiện để chúng ta phải có sự hy vọng để chúng ta có được gặt hái quả tốt. Như vậy thì chúng ta mới có cái sự phấn khởi để chúng ta làm. Ở đây có người họ không cần biết tương lai, họ chỉ sống trong hiện tại. Nhưng mà có hai hạng sống trong hiện tại, một hạng đáng khen và một hạng người đáng chê.
một người đáng khen. Như trong bài kinh Nhất Dạ Hiện Giả, Đức Phật này có dạy: quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng. Quá khứ đã qua rồi, tương lai lại chưa đến. Chỉ biết sống hiện tại, tuệ quán chính ở đây. Hôm nay việc tâm làm, ai biết chết ngày mai. Không ai điều định được với đạo quân thần chết. Sống như vậy nhiệt tâm, xứng gọi Nhất Dạ Hiện. Thì như vậy với một người họ không có cơ ước ảo miền, và ngay trong hiện tại họ chỉ tu tập và nhận thức cái chết nó đang đến gần, và họ phải tranh thủ để họ hoàn thành trước khi cái chết nó đến. Thì như vậy cái sống trong hiện tại cách này thì đáng được khen. Trong Pháp Cú Kinh, Đức Phật này cũng có dạy: người thiểu trí không có hay biết cái sự nguy hiểm đang đợi chờ họ sắp đặt cho tương lai. Mùa mưa ta ở đây, mùa lạnh ta ở chỗ đó, rồi mùa nóng ta lại tiếp tục đến chỗ khác nữa. Đức Phật này thuyết cái câu kệ Pháp Cú này khi mà một người thương buôn ông ta dừng chân trong thành Savatthi. Ông ta tính toán: bây giờ mùa mưa đến ta ở đây, rồi sau khi dứt mùa mưa vào mùa lạnh ta sẽ đi đến chỗ đó, chỗ đó. Rồi khi mùa hè sang thì ta đến chỗ nọ. Đức Phật Ngài đọc thấy cái tư tưởng và Ngài với thiên nhãn thông là biết ông thương buôn này 7 ngày nữa sẽ chết. Nhưng mà ta không hề hay biết, cứ hoạch định tương lai như vậy. Đức Thế Tôn này mới bảo Tôn Giả Đa đi đến khéo lựa lời nói, báo tin cho ông biết. Thì khi mà được nghe như vậy đó, thì người thương buôn này tâm tư bị chấn động. Và ông ta nghĩ đến cái chuyện phải làm phước trước khi chết để có hành trang đem theo. Chúng ta mới thỉnh Đức Phật và chúng tỳ kheo trong suốt 7 ngày chúng ta làm lễ tre tăng cúng dường. Cho đến ngày thứ 7, sau khi nghe Đức Phật đã thuyết pháp một thời pháp sau cùng, ông ta đã chứng quả dự lưu. Và chiều hôm đó thì ông ta bỗng nhiên bị bệnh phong hàn và ông ta chết.
Chúng ta sanh về cõi trời. Cho nên ở trong cuộc sống này, chúng ta cũng phải chú ý là chúng ta sống ngày hôm nay mà chúng ta chưa biết là chúng ta có sống được tới ngày mai hay không. Do đó, cho nên những gì hiện tại cần phải làm thì chúng ta nên làm. Đừng có bỏ qua cái thời gian hiện tại quý báu để chúng ta đeo đuổi tương lai cái mà nó chưa có. Sống như vậy gọi là người sống hiện tại đáng khen. Còn hai người thứ hai là sống trong hiện tại mà đáng chê đó, tức là có người họ không có ưu tư về tương lai, họ chỉ biết là có tiền ngày nào thì ăn xài ngày đó, không biết chết nay sống mai như thế nào thì thôi bây giờ cứ hưởng thụ. Cho nên họ chỉ biết hiện tại là sống dễ vui, sống khốn vật, thả mình vào trong cái sự truy lạc. Thì hạng người như vậy đó gọi là sống trong hiện tại mà đáng chê. Hạng người thứ ba là hạng người sống trong tương lai mà đáng khen. Tức là một người sau khi biết rõ mình không có duyên ngay trong hiện tại được đạo quả, cho nên họ nghĩ đến cái sự tái sanh luân hồi, chúng sanh tất cả đều sẽ chết và ra đi tùy theo cái nghiệp. Chúng sanh tạo nghiệp lành thì sanh về cõi trời an vui, còn nếu chúng sanh tạo nghiệp dữ thì phải sanh xuống địa ngục khổ cảnh. Biết được như vậy, người đó cố gắng tích lũy các cái công đức phước báo, làm các cái hạnh lành để ở trong tương lai được cái sự an vui. Có người có cái nguyện vọng trong tương lai thời Đức Thế Tôn tương lai xuất hiện, nguyện đến trường đó ta sẽ chứng được đạo quả với cái công hạnh như vậy như vậy. Chẳng hạn như là tuệ phân tích, lục thông. Sau khi nghĩ đến tương lai, hoạch định tương lai, đặt cái mục đích ở tương lai, thì người này cố gắng nỗ lực ngay trong hiện tại. Họ làm các việc lành, làm các công đức, và họ bổ túc những cái thiện duyên để trong tương lai thành tựu được nguyện vọng. Thì một người sống tương lai cái kiểu đó, đó là đáng khen. Nhưng mà có một hạng người thứ tư là hạng người cũng sống trong tương lai nhưng mà đáng chê. Là hiện tại thì họ bỏ phế hết
họ không có làm nghề nghiệp gì, họ không có học tập cái gì, họ chỉ mơ ước cuộc sống tương lai sẽ như vậy như vậy. Họ cứ ngồi đó họ mơ mộng. Cuối cùng thì họ phải chết trong cái sự tuyệt vọng. Thì đó là hạng người sống trong tương lai bị đáng bị chê. Cho nên người Phật tử chúng ta khi mà chúng ta nói về vấn đề năm mới, chúng ta hoạch định tương lai gần hay tương lai xa. Tương lai xa là ở kiếp sau, còn tương lai gần là trong trong năm mới này. Hôm nay kể như đầu tháng giêng, thì những ngày sắp tới trong năm 2022 này ta phải làm cái gì? Thì chúng ta phải hoạch định. Ở đây chúng tôi chỉ gợi ý, bởi vì mỗi người có cái sự hoạch định tương lai khác khác nhau. Chúng tôi không thể nói hết được. Thí dụ như bản thân chúng tôi thì hết một năm rồi, nhìn lại thấy những cái thành quả mình soạn dịch, viết lách được đến chừng đó, được một vài quyển đó, nhưng mà chúng tôi vẫn còn có những đầu lợi ích khác mà chúng tôi chưa soạn, sắp soạn. Thế là chúng tôi bắt đầu qua năm mới để chúng tôi chuẩn bị hoạch định cái chương trình để biên soạn và in ấn, vân vân. Thì cái đó mỗi người mỗi hoàn cảnh. Người cư sĩ ở bên ngoài đó, thì chúng ta có cái nghề nghiệp, chúng ta còn phải thu hoạch tài sản để chúng ta nuôi dưỡng gia đình. Hoặc là nuôi dưỡng bản thân. Cái đó cũng là cái cách suy nghĩ về tương lai. Nó cũng không phải là đáng trách. Nhưng mà nếu chúng ta cứ sống về tương lai, chúng ta cứ đặt cái sự hy vọng mà chúng ta bỏ quên hiện tại thì cũng không nên, thưa quý vị. Chúng ta chỉ thỉnh thoảng hoạch định cái chương trình ở tương lai, nhưng mà sau khi hoạch định tương lai rồi thì chúng ta phải quay lại với hiện tại để chúng ta làm những gì cần phải làm. Thì có như vậy đó, thì chúng ta mới sẵn sàng để chúng ta chấp nhận với cái gì nó xảy ra trong cái cuộc sống. Chúng tôi cũng không khuyên Phật tử là chỉ biết sống hiện tại, đừng nghĩ đến tương lai.
Mà chúng tôi cũng không thể khuyên Phật tử chỉ sống ở, nghĩ đến tương lai mà quên trong hiện tại. Cũng là người Phật tử, nhưng mà những ai cũng nghĩ mình sẽ được cứu rỗi sau khi chết, rồi cứ nguyện ước như vậy hoài. Nhưng mà hiện tại thì chúng ta không làm cái gì có lợi cho mình, có lợi cho người khác, thì như vậy chúng ta cũng phí cái thời gian. Chúng ta phải tranh thủ hiện tại, còn tương lai chỉ là một cái chương trình, một cái kế hoạch đưa ra để mà chúng ta có được cái hướng đi thôi. Nhưng mà phần lớn là chúng ta cũng phải là sống trong hiện tại. Thì đó là một vài điều nhân cái buổi sinh hoạt và Thượng Tọa đẳng yêu cầu chúng tôi ban lời đạo từ và chia sẻ cho quý vị về cái vấn đề năm mới và cái nhìn về tương lai. Chứ thầy xin dứt lời ở đây. Một lần nữa xin mừng năm mới đến toàn thể chư tăng tu nữ và chư Phật tử. Chúng ta được mọi điều an lành tốt đẹp, tiêu hóa trong Phật pháp. Nam mô Bụt Thầy. Kính thỉnh Thượng Tọa Diệu Đẳng trở lại. Sa thủ kính trình Thượng Tọa Thích Sư với đạo từ và pháp thoại vừa rồi. Chúng ta xem pháp thoại của Thượng Tọa Thích Sư là món quà. Nằm ở xa quá chúng ta không có quà Tết. Chúng ta nghe pháp là quà pháp thi rồi. Thượng Tọa Tự Quyền ấy, Thượng Tọa có ở trước máy và Thượng Tọa có nghe được không? Nếu Thượng Tọa Tự Quyền, dạ, Thượng Tọa Tự Quyền nha. Chúng ta nói về hy vọng là cái gì rất có ý nghĩa và rất là lợi ích cho cuộc sống. Không có hy vọng thì đời sống đôi khi trở thành vô nghĩa, người ta nói như vậy. Nhưng mà giữa hy vọng và ảo vọng ấy, nó có giống nhau không? Nó khác nhau. Làm sao mà hy vọng nó không là ảo vọng? Xin cái tên Thượng Tọa Thượng. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sang Khai với thầy chúng được không? Cảm ơn sự từ trì của mong thầy chúng. Chúng con kính đến Đức Phật giáo pháp và chúng tăng kính lên đấy kính lễ đến sư phụ Tỳ Siêu, thuần tọa giác đẳng luôn là Phật tăng, đồng hành để Đức từ trì để Đức từ Đức chúng nguyên thông cùng chư tăng đang hiện diện. Thân chào đại quý tu nữ cùng chư Phật tử. Và trước nhất xin xác định rõ là hy vọng và ảo vọng, hai cái trường hợp này rất là khác nhau. Cái sự hy vọng chính là một cái, ở đó cái sự hy vọng đó mà người ta có khả năng cố vấn, có khả năng cố gắng để thực hiện cái ý định của mình, cái hy vọng của mình, mong cho mình có thể đạt được. Ở đây có nghĩa rằng có khả năng còn tích cực tiến bước trong cuộc đời này. Chúng ta không nên đánh mất hy vọng, nhưng chúng ta không được phép ảo vọng. Mình tự mình chưa đổ nghèo mà đang tổng rồi đó, tức là mình cứ nghĩ rằng là mình chắc chắn mình sẽ là như thế, nhưng quả thật thì mình chưa có cái kết thúc. Hay là mình ảo vọng, ảo tưởng mình là một người như thế này mà mình một người như thế kia, và mình cứ nghĩ như thế, một cái tưởng tri mà nó từ ở trong lòng mình nó thể hiện ra, mà quả thật cũng như mình nghèo khổ, như mình giả như là mình giàu có, thì đây là một cái sự lầm tưởng rất là sai, rất là xa. Bởi vì cái niềm hy vọng chính là một cái khả năng thúc đẩy cho tất cả chúng ta
từ cái việc làm tìm kế sinh nhai cho tới cái sự tu tập cũng vậy. Mình hy vọng rằng sự cố gắng, cái sự tu tập của mình nó sẽ có thành quả tốt đẹp. Sự học của mình, sự nghe pháp, sự làm phước cúng dường mình để tâm được an vui, để tâm được tốt đẹp. Và mình cố gắng, mình nghĩ rằng, hy vọng rằng mình có sức khỏe, hy vọng mình sẽ thành tựu được cái nguyện ước đó, cái điều kiện tốt đẹp đó. Chứ không ảo vọng rằng chắc chắn tôi sẽ được cái điều đó, trong khi đó là chúng ta sức yếu, khả năng không có, lý trí kém, trí cạn mà mưu toan chuyện lớn thì không thất bại mới là một chuyện lạ. Nhưng chúng ta tự cho rằng mình ảo vọng rằng mình là khôn ngoan, mình là đầy mưu kế, trí tuệ, vân vân, thì quả thật một kẻ ngu. Nếu mang những tâm hồn như thế, cũng như là ra đánh trận, không biết người, không biết mình, hay là ngay cả biết mình mà không biết người, thì còn thắng thua một chút xíu, cũng còn hên, cũng còn có thể thắng, có thể thua. Nhưng điều mà không biết mình, cũng không biết người, là trăm trận trăm thua. Ở đó chính là mang một cái tính ảo vọng, chắc rằng mình sẽ thắng mà chưa biết người ta như thế nào hết, mà cũng chưa có biết được khả năng thực lực của mình như thế nào. Thì đây là tính là một cái chuyện ảo vọng, mình cho rằng mình sẽ thắng người, rồi mình sẽ hơn người, vân vân. Cái sự hy vọng này nó sẽ là một điều, ví dụ bây giờ chúng ta hy vọng một năm nay là chúng ta có một điều, một việc làm căn bản, có một sức khỏe, hy vọng có một sức khỏe tốt, và từ chỗ đó chúng ta biết là chúng ta tìm kế sinh nhai, tìm kế mà chúng ta sống một cách căn bản, một cách tốt đẹp, và giữ gìn sức khỏe của mình, bảo bọc sức khỏe của mình, chứ không ảo vọng rằng năm nay chắc chắn rằng sức khỏe mình sẽ khỏe, và chắc chắn là mình sẽ làm được nhiều tiền, mình sẽ làm được nhiều chưa thế này thế nọ. Mình ảo vọng, mình tự mình cho rằng mình như thế thì chắc chắn rằng có một chuyện gì đó nó xuất hiện cho ta, thì chúng ta không thể nào mà chúng ta bình tĩnh có thể vượt qua được, hay là chúng ta không thể nào mà chấp nhận được. Và khi không chấp nhận như vậy thì cái ảo vọng đó nó cứ như là một cái mộng nó tan, thì tất cả mọi thứ nó rất là đau khổ. Bởi vậy cho nên Đức Phật Ngài dạy cái tinh thần có một cái giá trị tích cực, chứ không phải mà mơ mộng hay là ảo vọng về một tương lai như thế này như thế kia, mà quả thật trong hiện tại này chúng ta không có phung bón, chúng ta không có có ra sức, hay chúng ta không có đầu tư, hay chúng ta không có một cái lập trình cho chính nó, thì chắc chắn là chúng ta sẽ không thể nào thành tựu được. Tất cả một cái việc gì đó mà người ta thành tựu đều phải do nhiều cái yếu tố thực lực, yếu tố của điều kiện, và yếu tố của đối tác chúng ta làm việc, hay cái việc đó chúng ta có thể làm được hay không, và người ta như với chúng ta như thế nào, và khả năng của chính mình nó ra sao, và những tình huống nó gặp gần, nó trắc trở thì chúng ta xoay trở như thế nào. Thì ở đó, nếu như chúng ta hiểu như vậy thì chắc chắn rằng chúng ta rất là tốt đẹp. Cái sự tu tập cũng vậy. Chúng ta không có nghĩ rằng chúng ta ảo vọng rằng chắc chắn rằng chúng ta tu là chúng ta đắc đạo. Chúng ta cứ ngồi thiền đi, chúng ta cứ nhắm mắt đi là chúng ta sẽ thành tựu đạo quả. Cứ vào ngồi đi, đừng có nói năng gì hết trơn, vào cái này coi như tu lâu lên sư cũ thôi. Coi như thế nào cũng như không sao. Không, hôm nay đắc cũng ngày mai đắc, đường nào cũng về La Mã trơn. Cho nên như vậy, mình cứ vào đó, mình cứ ngồi đi là được à. Thì đây là một điều ảo vọng. Đó là sự thật. Chúng ta phải có một cái sự căn bản, hiểu biết cái sự biết về cái giáo lý một cách căn bản. Chúng ta hiểu về cái pháp hành của chúng ta một cách căn bản, một cách vững chắc.
và chúng ta có khả năng để chuyển hóa khi chúng ta gặp khó, trong khi chúng ta tu hành, trong khi chúng ta tu tập. Chứ còn chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta ngồi vào là chắc chắn chúng ta thành tựu, đến khi chúng ta không thành tựu, có như là vỡ mộng, hay là chúng ta tan tành, té tua và thê thảm luôn. Sự thật như vậy đó. Bởi vì ở đây, cái niềm hy vọng đó chính là một xúc tác, một sự thúc đẩy để chúng ta thành tựu. Hy vọng tương lai chúng ta như thế này, như thế nọ, nhưng chúng ta phải thực hành. Và chúng ta, cái điều hy vọng này còn có thể có khả năng thực hành, nó mang tính tích cực. Còn cái sự ảo vọng mà một cái sự tự cao tự đại, một cái sự mà rất là dại khờ, thì chúng ta dễ bị thất bại. Và quả thật như vậy, kính thưa quý vị, chúng ta còn cái quá trẻ thơ để chúng ta nhìn về cuộc đời nó toàn là một màu hồng, nó toàn là một cái màu hết sức là tốt đẹp, y như mà khi mà trong khi yêu thương vậy đó, hay là trong khi mà sống trên nhung lụa êm ái, chúng ta nghĩ rằng cuộc đời này nó là như vậy. Nhưng khi mất đi cái nhung lụa êm ái đó, mất đi một tâm tư tình cảm, mất đi một cái niềm tin, hay là cấp mất đi một cái gì mà tự mình cho rằng nó tuyệt đối là như thế, nhưng cuộc đời này đâu có phải như chúng ta nghĩ, thì chúng ta luôn luôn có một cái kiến chấp, có một cái tự cho rằng mình sẽ thực hiện, mình sẽ làm như thế, mình sẽ được như thế, vân vân. Và cuộc đời này không như là mơ, cho nên chúng ta, nó không như chúng ta ảo vọng, nó như không như chúng ta mong muốn và được như thế. Thì cái điều này khó lắm, rất là khó, và nó khó đạt được. Bởi vì sao? Bởi vì nó thực sự không có những cái, nó không có những cái pháp, hay là cái điều mà nó nâng đỡ, cái điều mà những cái điều kiện nó được nâng đỡ, hay là những cái lý của cuộc đời mà chúng ta phải thật hiểu. Một con người hy vọng là một con người tầm cầu. Và con người đó hy vọng mà có sự tích cực để chờ đợi cái thành quả. Hy vọng coi như là chúng ta chuẩn bị một cuộc thi. Sau khi chúng ta đã học và chúng ta chuẩn bị bài vở tốt đẹp và chúng ta vào thi, rồi chúng ta hy vọng rằng chúng ta đậu. Và sự thật ra là chúng ta chờ đợi kết quả nó đậu. Còn một người ảo vọng, ảo tưởng rằng hay ảo vọng rằng chắc chắn mình thi, mình đậu, bây giờ mình không cần phải lo gì, mình thi được, chắc chắn được. Nhưng họ hoàn toàn không biết, không hiểu gì hết. Đến khi vào thì chắc chắn người đó sẽ bị rớt, và người đó sẽ bị chào thua trước cái cuộc thi đó. Thì ảo vọng nó tan tành, thì đấy là một cái sự hiển hiện nhất ở trong cuộc đời này. Cũng như quý vị biết là họ cho rằng tiền làm được tất cả, sẽ mua được tất cả, đó là một cái điều đúng. Và họ có một cái sự tin tưởng rằng sẽ thống trị được tất cả mọi thứ, mọi điều. Bây giờ kiện có thể chuyển hóa, trẻ có thể làm đến cho chúng ta, có thể là chúng ta già rồi, bây giờ có thể biến được, làm cho các cái tế bào nó chậm phát triển, hay là cho những cái tế bào nó có thể sinh trưởng tươi trẻ trở lại. Thì họ nghĩ rằng họ làm được, bởi vì họ có tiền, họ có điều kiện. Nhưng trên cuộc đời này, xưa và nay, không có được cái điều đó. Chúng ta ảo vọng, chúng ta tự nghĩ rằng mình có tiền, có của, có cái địa vị, mình có điều kiện như vậy, chắc chắn mình có thể làm được. Hay là khi họ bệnh hoạn, họ nghĩ rằng có tiền thì họ sẽ có mọi cái cách để điều trị. Nhưng kính thưa quý vị, như bệnh dịch COVID, nếu ai mà nằm ở Việt Nam thì vào đương thời lúc đó, và ngay bây giờ cũng vậy, chúng ta có nhiều tiền, sự thật ra đến khi không thể nào mà có thể có cái thuốc thần, thuốc tiên nào để chữa trị COVID cho chúng ta ngay lúc đó được. Và đặc biệt,
những cái liều thuốc COVID không có buôn bán ở ngoài thị trường được, cũng lạ vậy. Thì cái điều đó đấy, họ chết trên đống tiền của họ, thì tự họ ảo vọng rằng tiền bạc tất cả chính là sẽ là giải quyết cho chính họ, và họ cũng chết trên đống tiền đó. Những con người có đầy đủ quyền lực, cũng nhiều con người có quyền lực, có tiền bạc, nhưng họ cũng sẽ chào thua. Bởi vì cái điều đó đó, họ có thể hy vọng tiền bạc có thể giúp cho chính họ, nhưng nếu như cái tiền bạc đó mà có thể cái điều kiện khách quan bên ngoài mà nó thuận buồm thuận duyên thì chúng ta tạo được, còn ngược lại là chúng ta sẽ không thể nào mà chúng ta đếm đo được cái sự bất trắc trở, cái sự nghịch duyên và cái sự bất ngờ nó sẽ tới. Thì ai mà mang một cái tâm hồn ảo vọng thì người đó chắc chắn sẽ thất bại nhiều lần và khó thành tựu với mọi cái việc, từ cái việc tìm kế sinh nhai, cái việc sinh sống sinh hoạt ở cuộc đời, và ngay cả cái chuyện tu hành cũng như thế. Và tất cả điều mà chúng ta hiện sống này, nó đều có một cái trật tự, nó đều phải đi một cái thứ bậc một cách rõ ràng thì chúng ta mới thành tựu được. Và kính bạch thượng tọa, đó chính là cái sự suy nghĩ của con là vậy. Nếu có gì cần bổ túc thì kính công tỉnh thượng tọa. Nam mô Bổn Thầy. Sa thủ kính trừng thượng tọa Tuệ Quyền. Tiếp theo xin được hỏi thượng tọa Pháp Tân, thượng tọa có ở trước máy và có nghe được không? Nếu thượng tọa Tân nghe được xin thượng tọa hoan hỷ góp ý cho câu tiếp theo. Thượng tọa Pháp Tân nói về ngày mai, nói về tương lai, thì chúng ta có một câu hỏi rằng cái gì quyết định tương lai? Nếu chúng ta biết được cái mấu chốt đó thì chúng ta thì giải quyết rất nhiều. Thì theo thượng tọa là cuộc sống hiện tại cũng quyết định tương lai không? Hay là cái thái độ hiện tại chúng ta thì quyết định tương lai? Hay là sự đưa đẩy của nghiệp quả từ đời trước sẽ quyết định tương lai của mình? Đây là điều mà có rất nhiều người đặt câu hỏi. Thậm chí có nhiều người tin rằng cái vận hạn hay là một ngôi vì sao nào đó đó mà nó quyết định cả một năm mới. Cho chúng ta thì xin thượng tọa Hoa Kỳ có một vài cái góp ý cho điểm này. Kính thưa thượng tọa. Dạ, Nam mô Bổn Thầy, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con xin kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ thượng tọa Tuệ Siêu, thượng tọa Giác Đẳng, thượng tọa Tuệ Quyền, tọa Minh Hạnh, đại đức Tuệ Tri, từ Đức Sư Nguyên Thông cũng chưa tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam thánh nữ. Thật sự mà nói thì con nghĩ rằng tương lai là cái gì đó mà người ta nghĩ rằng sẽ thường là người ta thường đặt ra ở tương lai rất là nhiều. Mình sống ở ngoài đời, ở đời thì người ta cũng mong muốn tương lai được cái này nó như thế nọ, được thanh thông, được tốt đẹp. Rồi nếu một người tu mà có một cái lý tưởng tu đó thì cũng mong rằng một ngày nào đó mình cũng được phát triển trong cái đường tu của mình. Trong cái đường tu của mình, để rồi mình đọc ở trong kinh hiểu rằng là mình tu như thế này là cần phải diệt bỏ phiền não ra sao, rồi mình phải cố gắng tập tu quấn tu cho mình trong cái đời sống tu hành, để rồi mình có được cái đạo cao đức trọng. Thì đó là cũng cái sự mong muốn, đó là sự mong muốn và hướng đến từ tương lai. Thì mỗi người đều đặt ra cho mình ở một cái tương lai. Có người đó thì nhìn vào cái gì của mình ở hiện tại, giống như người ta có những cái sự bề thế về gia sản, tài sản, người ta nghĩ rằng tương lai của họ là sẽ được là tốt đẹp, tương lai của họ sẽ được hanh thông, rồi đặt ra cái này, đặt ra cái nọ, mình làm cái này hoặc làm cái kia. Sự thật ra những cái điều đó đó, xin thưa quý vị, người
giờ ta nói rằng có tài sản, có tiền bạc là cái mà nó là có tất cả, nhưng sự thật cũng không, không phải hoàn toàn có tất cả. Bởi vì nó còn tùy thuộc vào nhiều cái yếu tố khác, nhiều cái yếu tố khác. Có nhiều khi có những người có tài sản rất là nhiều, nhưng mà rồi đó là khi mà tương lai thì họ không gặp được vận tốt, và họ cũng bị tài sản, bị khánh tận, rồi không có được như ý của họ. Hay hoặc là họ có những cái địa vị ở trong xã hội, có những địa vị xã hội kết nối ở hiện tại cũng như là tương lai, đặt ra mình cần phải có cái mục tiêu của mình để tương lai mình sẽ làm cái này, ông này bà nọ, hoặc là con cháu của mình, hoặc là người thân của mình làm cái này cái nọ, để mà đặt vào trong một cái vị trí nào đó, đưa vào trong một cái vị trí nào đó. Nhưng mà rồi đó thì cũng không phải, không được như vậy được. Có những người thì có đặt ra cho mình được như vậy, nhưng mà có người không đặt ra được. Như vậy thì cái mà mình đặt ra ở tương lai, con nghĩ rằng là nó tùy thuộc vào nhiều cái yếu tố, mà trong đó đó thì phải nó có cái yếu tố, cái thái độ của mình, cái thái độ của mình, cái thái độ của mình sống ra sao. Bởi vì mình tu á, thì xin thưa quý vị, đó là mình chuyển hóa, mình tự sửa đổi tu tập cho mình, rồi mình chuyển hóa. Và mình tu thì cũng tin rằng có nghiệp quá khứ, cũng biết rằng là người ta có danh vọng địa vị đó, thì ít nhiều người ta cũng có cái phước của họ. Có người đó thì tiền kiết hậu hung, có người tiền hung hậu kiết, vân vân. Thì mỗi người đều có một cái đặt ra cho mình ở một cái tương lai. Nhưng mà rồi đó thì cái phước báo đó, cái sự tu tập của mình, cái sự chuyển hóa của mình, cái thái độ sống của mình, nó trở thành nên tốt. Có nhiều người đó, giống như mình nói rằng một cái người mà giàu có, một người mà giàu có, nhưng mà nếu mà họ ăn chơi trác táng, do cái thái độ của họ là cái thái độ hư hỏng, và do vậy đó thì ở tương lai họ không thể giữ gìn được cái tài sản, hoặc lý do này hoặc lý do nọ, họ không thể được. Nếu mà mình đeo đuổi theo hoài với cái sự hư hỏng, hư đốn đó, thì cái người đó dứt khoát là, một là về cái nền tảng đạo đức của họ kém đi, cái thứ hai nữa về đạo đức của cái phước báo của họ, đâu có ai mà có thể là có được lâu dài được đâu. Người ta nói là có, cũng không ai giàu ba họ, cũng ai không ai khó ba đời. Có khi đó là nó tùy thuộc vào nhiều cái yếu tố. Thì chúng tôi nghĩ rằng là một người mà có tu tập thì mình tin rằng có nghiệp quá khứ, nhưng ở hiện tại đó, cái thái độ của mình sống ra sao. Ở chẳng hạn như một người tu đó, một người ở bên ngoài đời, thì nếu mà cái thái độ của họ lúc nhỏ họ không bồi bổ những cái kiến thức để rồi tạo nên cái sự nghiệp tài sản, thì làm sao mà để rồi tương lai họ có được cái kiến thức để tạo ra tài sản hoặc là giữ gìn cái tài sản. Người ta nói tạo nên cái sự nghiệp nó đã khó, giữ gìn được cái sự nghiệp của mình có được nó càng khó hơn. Nhưng mà nếu như một người có trí mà biết được cái sự khó đó, thì đối với những người đó không khó. Là vì sao? Họ biết cách. Họ biết cách. Thì con nghĩ rằng cái người biết cách đó đó là cái người có cái thái độ sống tốt. Có người có một cái thái độ sống tốt như vậy đó, thì mình có thể mong rằng ở trong tương lai nó sẽ được tốt đẹp. Nhưng mà nói vậy đó, thì nếu mà về khách quan mà nói đó, thì phải tùy thuộc vào yếu tố. Trong đó có cái yếu tố phước báo, mình được người ta giúp đỡ mình, thì mình cũng phải nói là mình có cái phước báo. Mình có cái năng lực tự nhiên của mình, thì trong đó có cái năng lực của bản thân của mình, nhưng mà phải nói là mình cũng phải có cái phước báo, mình mới có cái năng lực tự nhiên của mình.
của bản thân mình, để rồi mình tạo ra cái đó, rồi mình giữ gìn cái đó, nó được lâu dài, nó bền vững lâu dài, thì đó là một cái môn bước. Hoặc là có người, chúng ta thấy là những cái người mà thường là người ta thường hay đi coi bói, coi bói, rồi coi bói cũng có nghĩa là họ muốn biết tương lai của họ như thế nào, tương lai gần, tương lai xa. Tương lai gần thì 5-3 ngày, 5-3 tháng sau, 1-2 năm sau, tương lai xa là cả 5-30 năm sau, vân vân. Thì họ cũng mong muốn biết cái đó. Nhưng mà rồi đó thì cái sự coi bói đó đó nó không có phải là chính xác. Bởi vì chúng tôi nghĩ rằng cái người tu đó, nó liên quan đến cái tâm đức của chính mình. Và cái tâm đức nó tạo nên một cái đời sống vận mệnh cho chính mình, vận mệnh cho chính mình. Cho nên nếu mà mình coi bói là đoán là mình tốt đó, mình tốt đó, thì mình cũng, nếu mà người ta tin là tốt đó, đó thì người ta có cái sự chủ quan ỷ lại, và họ sống bê tha, họ sống bất cẩn rồi trong đời sống. Nhiều khi tai bay quả gỡ, qua lời nói, qua hành động, qua suy nghĩ của họ, cuối cùng họ có cái kết quả xấu. Nhưng mà một người nếu như mà tương lai mà coi cho họ đó là tương lai mà tốt đó, xấu đó, thì họ lại lo sợ, họ lo sợ không biết 5-3 tháng nữa, hay hoặc năm nay mình có cái vận không được tốt bởi vì cái này, bởi cái kia. Có người thì không tin vào nhân quả, nhưng mà họ tin vào ngày tháng, họ tin vào sao, họ tin vào vận mệnh này, vận mệnh nọ. Thì những cái điều đó chúng tôi nghĩ rằng nó không hoàn toàn chính xác. Bởi vì nếu mà là như vậy, là tốt như vậy, hoặc là xấu như vậy, thì con người ta hoàn toàn là khổ hết, hay là con người ta hoàn toàn là sướng hết, hạnh phúc hết, thì cái điều đó nó không có. Nó điều đó không có. Mà Đức Phật Ngài dạy ở trong kinh mà dụ tấm giải Trung Bộ Kinh, chúng tôi nhớ là Phật có nói, Phật có dạy rằng đối với người sống thanh tịnh luôn luôn là một sao vận tốt, mà đối với người sống thanh tịnh luôn luôn là một có được cái ngày an lành. Và người mà có những cái nghề nghiệp trong sạch đó, thì người đó họ sẽ thu hoạch được những cái tài sản chính đáng, họ có được cái sự an lành đó. Thì qua cái lời đó đó, qua cái điều mà Đức Phật này dạy vậy, thì con nghĩ rằng trong cái đời sống của mình cũng tin rằng do nghiệp quá khứ, có những người cũng rất là nỗ lực, cũng rất là nỗ lực, nhưng mà rồi thì có những cái đè nặng lên họ bởi vì những nghiệp xấu quá khứ dồn dập hoài, họ không có đường để cất lên. Nhưng mà ít ra thì họ vẫn có những cái sự quyết chí, những sự chuyển hóa. Nhưng mà không đủ sức để chuyển hóa thì họ cũng gặp lận đận. Nhưng mà ít ra thì trong tâm trí của họ, trong tâm thức của họ, nghĩ rằng họ sẽ cố gắng để chuyển hóa. Nhưng mà có người đó thì quý vị thấy rằng là nhiều khi mình tu tập đó, mình cố gắng để tu tập. Và chính cái đời sống, thái độ của mình sống hàng ngày, thái độ sống của mình hàng ngày, thì từ ở cái xấu đó, có thể một phần hoặc là ít ra một phần nào đó nó có thể chuyển hóa được cho mình, nó có thể thay đổi được những cái gì mà tốt nhất. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng cái tương lai của mình nó tùy thuộc vào ở cái thái độ sống của mình, có nghĩa là mình có tu tập hay là mình dễ vui, mình có sự chuyển, có thật sự là chuyển hóa hay không, có sửa đổi, có chuyển hóa được từ ở một cái xấu thành một cái tốt hay không. Nói như vậy thì không phải là những chuyện gì mình cũng có thể chuyển hóa được, nhưng mà sự thật khi mà mình có tu tập thì mình sẽ có cái sự chuyển hóa. Và cái chuyển hóa đó thì ít nhiều mình cũng có thể là đón ở trong tương lai, mình có thể đúng được một phần nào đó, hoặc là đúng hết, hoặc là đúng được một phần nào đó. Nhưng mà rồi đó thì chúng tôi nghĩ rằng là mình thấy rằng các cái vị tôn túc đó, các ngài mà sở dĩ mà các ngài được mọi người kính mến, quý kính,
thì ở đó có sự tu tập của các ngài, cái đức độ và cái sự cống hiến của các ngài để lại trong cuộc đời này. Cho nên là người ta, dù là các ngài có viên tịch bao nhiêu năm đi nữa, thì người ta cũng nhớ được cái công ơn của các ngài, công các ngài để lại cống hiến cái gì đó, nó trở thành một cái gì đó sâu sắc ở trong tiềm thức của mỗi người, cái suy nghĩ của mỗi người khi bước chân đến chùa đó, hay hoặc là bước chân đến một cái nơi nào có một cái sự tri ân, nhớ ơn đến các cái bậc tiền nhân. Còn một người đó thì chúng ta thấy rằng là nếu mà mình sống ở hiện tại, mình cẩu thả, mình không có như một đứa trẻ, không được một người mà không được có những cái kiến thức căn bản, có những kiến thức chuyên môn để rồi họ trở thành một cái người gì đó, là bác sĩ, thầy giáo, hay là kỹ sư, hay là cái gì đó, hay hoặc là một người tu sĩ cũng vậy, mà không có một cái sự tu tập cho chính mình. Giống như mình nói là một người mà thật tu, rồi một người mà thật học, cái người đó ít nhiều rồi họ có được tìm được cái sự an lạc cho họ, và cái tương lai của họ ít nhiều thì họ cũng có thể biết được cái tương lai của họ. Rồi là một người mà thật tu thật học như vậy thì họ sẽ làm lợi ích cho những người chung quanh. Cho nên con nghĩ rằng với một cái nào cũng vậy, để mà quyết định cho tương lai thì có người tin rằng số mệnh, có người tin rằng sao, hay là ngày giờ, hay là giống như người ta chấm tử vi vậy đó, cái cung mệnh của họ là như vậy, là như vậy. Thì sự thật ra nó cũng có thể rằng nó đúng một phần nào đó, nhưng mà không hoàn toàn đúng. Nó đúng là do gì, là nó là như vậy, phải là như vậy. Còn nó không đúng là mình có sự chuyển hóa. Thí dụ như một người sinh trong một cái môi trường, trong một cái điều kiện phước báo tốt, nhưng mà tâm của họ có những cái khuynh hướng tà bại, họ sa ngã, họ bị thiếu đạo đức, rồi họ tạo những cái điều mà vừa là tai tiếng cho họ, vừa là lầm lạc cho họ, tội lỗi của họ, rồi cuối cùng thì cái người đó cũng đâu có biết là tương lai mình sẽ đi về đâu. Cho nên con nghĩ rằng tương lai nó không tùy thuộc vào những cái yếu tố khác, như là ngày giờ, hay là sao mệnh, hay là chấm cho mình một cái gì đó, hay là tương lai là do ai quyết định, mà là do tùy thuộc vào cái thái độ của mình sống. Cái thái độ của mình sống ra sao thì nó sẽ ít nhiều nó sẽ có cái kết quả gần giống như vậy. Nó sẽ có kết quả gần giống như vậy. Nhưng mà nó cũng tùy thuộc lắm. Nó cũng tùy thuộc vào nhiều yếu tố. Nhưng mà ít nhiều đó là ở hiện tại mình tự có cái sự chuyển hóa cho chính mình, tức là cái thái độ sống của mình nó tích cực, nó tốt đẹp, thì con nghĩ rằng cái người đó cũng ít nhiều đón biết rằng mình sẽ tương lai của mình sẽ là như vậy. Còn nếu mà mình không có làm chủ được mình, tức là mình không có làm những việc gì cần làm lợi lạc, không có suy nghĩ những gì lợi lạc cho chính mình, rồi mình không có nói năng hay là làm những cái gì lợi lạc cho chính mình, thì cái kết quả nó cũng rất là nguy hiểm, cũng rất là xấu. Và do vậy đó thì con nghĩ rằng giống như có thể người ta nói một cái câu rằng nếu mà mình tuổi trẻ, mình lười biếng lao động, mình lười biếng lao động cả trí não, rồi cả thể lực mình lười biếng, rồi mình không mơ ước đến tương lai, thì rõ ràng không có động cơ để cho họ phấn đấu. Nếu mà một người không mơ ước đến tương lai thì người đó không có động cơ để phấn đấu. Nhưng mà rồi đó là mơ ước đến tương lai thì ít ra ở trong hiện tại mình có một cái sự định hướng, và mình có một cái sự lèo lại làm sao cho tốt, thì con nghĩ rằng cái người đó họ sẽ có cái kết quả ở trong tay tốt.
ngay cả trong kiếp hiện tại này và trong tương lai. Nhưng mà điều này đó, nó cũng tùy thuộc vào nhiều yếu tố phụ thuộc khác để hỗ trợ. Nhưng mà việc chính của mình là tùy thuộc vào cái thái độ sống của mình trong hiện tại, để rồi tương lai gần, tức là 5-30 năm, 2-30 năm, 2-3 năm sau, hoặc là xa hơn nữa, 5-30 năm, hoặc là xa hơn nữa là kiếp sau, thì mình cũng, cái thái độ sống của mình nó có thể là một phần nào định hướng cho cái tương lai của mình. Con nghĩ là như vậy. Con xin có cái ý chia sẻ qua câu hỏi mà thượng tọa vừa nêu. Nếu có điều chi chưa đủ thì con kính thỉnh thượng tọa bổ túc tiếp. Nam mô Bụt Thầy gia. Sa thủ kinh nghiệm thượng tọa pháp tình. Sư Minh Thông, Sư Minh Thông có nghe được không? Nếu Sư Minh Thông nghe được, xin Sư Minh Thông chia sẻ một vài suy nghĩ về một điểm là ở trong cuộc sống của chúng ta có nhiều cái ưu tiên cho ngày mai, đã nói ưu tiên cho tương lai đó. Thì nếu có người hỏi Sư Minh Thông là trải qua suốt một cuộc đời, năm nay là hơn 80 tuổi rồi, và trải qua sống trong đạo, sống ngoài đời, trải qua bao nhiêu cuộc thăng trầm với sự thành đạt, với gia đình tôi phân thi, nếu mà hỏi Sư Minh Thông cái gì là thực sự quan trọng cho ngày mai, quan trọng cho tương lai, thì câu trả lời của Sư Minh Thông là gì? Xin thỉnh Sư Minh Thông. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Sư Phụ, cho đến nay thì con thấy rất rõ ràng cái gì quan trọng cho đời của chúng ta hiện tại, lúc này và tương lai, đó là Phật Pháp. Bởi vì nếu mà tính ra trên trần gian này đó, cái người nào mà nhân từ nhất và trí tuệ nhất trên trần gian này, lúc đó thì chỉ có thể nói là chính Đức Phật mà thôi. Là bởi vì chúng ta đọc kinh, chúng ta thấy rằng Đức Phật phải bỏ ra 20 A Tăng Tỳ Kiếp và 100.000 đại kiếp trái đất. Một trái đất như trái đất của chúng ta sống đây là có 5 vị chánh biên tri, mà Thế Tôn là vị thứ 4. Mà cái vị thứ 5 đó thì Đức Phật Di Lạc Mê Tri Giá, thì phải là vào khoảng chừng 5 tỷ kiếp hay 10 tỷ kiếp nữa thì vị đó mới ra đời. Thì chúng ta thấy rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã sống rất là vô số kiếp. Cái chữ A Tăng Tỳ là cái số mà cái trí tuệ con người ta không biết được bao nhiêu, cho nên cái số mà coi như là số vô cực, không đếm được là bao nhiêu. Thì một người mà tu hành với một cái mức độ như vậy, cho nên cái trí tuệ của người đó thì sâu thẳm và chính xác và rất là thiện, rất là từ bi. Vì vậy cho nên những lời mà Ngài nói ra thì đó là cái chân lý. Cho nên kính thưa Sư Phụ, cái gì mà quý nhất trên thế gian này là Đức Phật, cái gì quý nhất trên thế gian là giáo pháp của Ngài. Vì vậy cho nên chúng ta có thể nói là chúng ta rất may mắn là giờ này mà hàng ngày mà chúng ta có thể được nghe lời giảng dạy của Thế Tôn qua những lời trùng tuyên của Chư Tăng ở đây, thì con thấy là chúng ta rất là hạnh phúc. Và nếu mà chúng ta tuân tập là cultivate, là cultivate đó, thì cái đó sẽ trở thành cái thói quen. Mà cái thói quen tốt nó sẽ cho cái kết quả tốt. Cho nên Đức Phật nói là người nào có gieo cái nhân nào thì lãnh cái quả đó. Tức là mình gieo cái nhân tốt thì mình lãnh cái quả tốt. Và kính thưa Sư Phụ, cái cuộc đời của chúng ta, con nghĩ là thân hành, khẩu hành và ý hành của chúng ta là nói những lời mà phải vô tham, vô sân và vô si, và hướng về cái điều thiện. Kính thưa Sư Phụ, đó là cái điều mà con nghĩ ra như vậy và quyết tâm thực hành cho được trong kiếp này và mãi mãi về sau. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thỉnh mời Sư Phụ trở lại mai để giảng giải thêm những điều con nói chưa đúng, chưa đủ. Và con chân thành tri ân chư vị đã lắng nghe. Con xin thỉnh mời Sư Phụ. Kính. Sa thú kính trình Sư Minh Thông. Thưa quý Phật tử, sau khi Chư Tăng đã có những chia sẻ của quý Ngài nói về cái gì thật sự là có ý nghĩa, thật sự có giá trị và thật sự quan trọng khi đề cập đến tương lai, thì chúng tôi cũng xin góp thêm trong cái phần hành của mình, cũng như Chư Tôn Đức đã đề cập. Ở đây thì chúng tôi xin được đề cập đến
bốn cái ý nghĩa khi nói về tương lai thuần về Phật pháp đó. Nhưng mà trước khi nói về bốn cái ý nghĩa này thì chúng tôi cũng xin thưa rằng ở trong cuộc đời này đó, nó có những cái việc mà gần như là nó trái chống nhau, nhưng mà nó phải luôn luôn có. Ngày xưa người ta nói đến cái mâu và cái thuận. Cái xà mâu á là cái để đâm, cái thuận là cái đỡ. Người ta nói rằng phải có cái xà mâu thật bén, cái gì âm đâm cũng được. Nhưng mà người ta cũng nói rằng có những cái thuận chế là không có cái gì đâm mà nó xuyên lũng được hết. Nhưng mà quả thật thì rất là khó tìm cái gì tuyệt đối ở tại đây. Do đó chúng ta mới có chữ mâu thuẫn. Cũng như thưa quý vị, ở tại Mỹ đó, người ta luôn luôn có một cái hiện tượng đó là cảnh sát đó, họ hay dùng radar để bắt những người chạy quá tốc độ. Thì những công ty họ cũng chế ra những cái máy radar để họ chế ra những cái máy để dò tìm radar của cảnh sát. Cũng như trong cái ngành quốc phòng quân đội thì họ có xe tăng, cái giáp cho xe tăng phải dày, phải đủ bảo vệ. Nhưng mà rồi họ cũng chế ra những cái loại súng chống tăng làm sao để xuyên giáp, để phá thủng những thứ đó. Nếu chúng ta để ý cho kỹ đó, thì con người của chúng ta luôn luôn có sự mâu thuẫn giữa hiện tại và tương lai. Một số người trong chúng ta thì quá nghĩ quá nhiều về tương lai mà chúng ta đánh mất đi hiện tại. Thí dụ như là có rất nhiều người ở tại Mỹ thì họ đi làm quần quật, vợ đi làm hai việc, vợ chồng làm hai, vợ đi làm hai việc để có tiền để mua nhà. Họ nghĩ đến một cái tương lai là trong tương lai mình có nhà, mình có tiền bạc về già. Và dĩ nhiên là để có tiền bạc về già, để có một căn nhà mà mình fill up đó, thì mình đánh mất tuổi thanh xuân, đánh mất sức khỏe. Thưa quý vị, nhiều trường hợp họ đánh mất cả con cái và đánh mất cả gia đình. Khi mà đi làm nhiều quá rồi thì không có thời giờ để chăm sóc con cái. Con cái lớn lên thì hư hỏng, vươn vào trong vòng lao lý. Và có đôi lúc họ buồn, họ thấy rằng họ ráng cố gắng xây dựng cho ngày mai, nhưng mà do quá cố gắng xây dựng ngày mai, họ đánh mất đi hiện tại. Với người tu tập, thì thưa quý vị, chúng ta cũng có trường hợp tương tự như vậy. Và mỗi người đều phải tự vấn, mỗi người đều phải tự cảm nhận là ở cái mức độ nào là mức độ vừa phải. Ông bà chúng ta nói là nhân vô viễn lự, tất hữu cần ưu. Người không lo xa thì ắt có buồn gần. Nhưng mà nếu chúng ta cứ tính toán, cứ liệu toan cho ngày mai và chúng ta quên đi hiện tại, thật sự là một điều rất là đáng tiếc. Và lâu ngày thì chúng ta mất đi một cái giá trị mà Phật pháp gọi là chánh niệm, là cái khả năng sống với thực tại, cảm kích được thực tại. Các bác sĩ tâm lý nói rằng có rất nhiều người ít khi họ có một cái bữa ăn trọn vẹn, hay họ có một buổi đàm luận mà thực sự để tâm vào. Họ làm việc ở đây mà để tâm chỗ khác. Chúng ta gặp rất nhiều trường hợp như vậy trong cuộc sống. Khi ta về là nhớ lúc ta đi. Khi người ta ở quán bar thì nhớ đến thiền viện. Khi ở thiền viện thì muốn thì nghĩ đến quán bar. Cái chuyện đó là một cái sự trạng rất là phổ thông trong cuộc sống, là tâm của chúng ta nó hay lang mang, hay nghĩ chỗ khác. Và thật ra thì theo cái nhìn của các vị thiền sư đó, cái tâm mà móng về tương lai đó thường là nó chiếm ưu thế hơn là khả năng bám sát với thực tại. Và người nào có tu thiền thì mới thấy rằng cái tâm bình thản, cái tâm điềm đạm, cái tâm tỉnh táo, mình nhìn vào hơi thở ra, hơi thở vào, sống với từng giây phút này, cảm nhận cái đẹp trong hiện tại, cảm kích cái gì người ta làm cho mình thì ít. Chúng ta không phải là chúng ta là người vô ơn, nhưng mà quả thật là đôi khi chúng ta sống hờ hững, chúng ta sống vô tâm và chúng ta đánh mất đi thực tại. Vì lý do đơn giản đó là chúng ta nghĩ nhiều về tương lai.
Vì vậy chúng ta phải có một sự quân bình. Và cái quân bình này là cái khéo không ai dạy cho chúng ta hết. Không ai dạy cho chúng ta đó rằng có bao nhiêu thì giờ nên dành cho tương lai, có bao nhiêu giờ dành cho hiện tại. Nhưng mà chúng ta biết có một chuyện rất là lợi lạc, là nếu chúng ta sống tỉnh táo, sống với chánh niệm, sống với một sự cảm nhận trọn vẹn với thực tại, thì chúng ta tìm thấy ở trong đó rất nhiều sự mầu nhiệm. Đôi khi thưa quý vị, cuộc đời của chúng ta giống như là một con ngựa mà người ta treo bó cỏ trước mắt, luôn luôn đuổi bắt. Chúng ta mơ mộng cái gì đó, chúng ta tìm cái gì đó, chúng ta sống cho cái gì đó cho ngày mai, mà chúng ta không thực sự biết chúng ta sống là những gì. Cho đến một ngày mà tóc trên đầu đã bạc, chung rượu đời uống đã cạn rồi, thì bây giờ chúng ta nhìn lại là thân xác rã rời, sức cùng lực kiệt, chúng ta không còn có nhiều năng lực để hưởng thụ những gì mình có và để làm những gì mà gọi là tiêu chí bình sinh của mình. Thưa quý vị, bởi vì rất đơn giản là chúng ta mộng mống, chúng ta chạy theo ảo tưởng và nó trở thành một thói quen cố hữu. Và điều này là điều chúng ta phải để ý. Thì cho dù bất cứ trường hợp nào, thì thưa quý vị, chúng ta nhớ lời Đức Phật dạy trong Kinh Kalama là nếu chúng ta sống với cái pháp thiện, thì cho dù kiếp sau ra sao đi nữa, thì chúng ta cũng sống bình an, sống an lạc trong hiện tại, không phải lo lắng về tương lai. Nay vui đời sao vui, người thiện hai đời vui, vui thấy mình làm thiện, sanh cõi thiện vui hơn. Đức Phật Ngài có dạy về kiếp sau, Ngài có dạy về luân hồi sanh tử, Ngài có dạy về tương lai tốt đẹp. Nhưng mà Đức Phật không dạy chúng ta lúc nào cũng ngồi đó để mơ mộng. Chúng tôi gặp rất nhiều Phật tử rất tội nghiệp thưa quý vị. Quý vị nói rằng mai mốt tới già đó con sẽ theo thầy để học Phật Pháp. Hay hoặc giả là có người nói rằng trong đời con bây giờ không cần gì, chỉ cần về làm công dân của nước Cực Lạc, của nước A Di Đà thôi. Những người đó không phải là không có lòng thành. Nhưng mà thật sự thưa quý vị, nếu chúng ta nghĩ về đời sau nhiều quá mà chúng ta đánh mất cái thực tại, thì đó là một điều đáng tiếc. Đó là tại sao ở tại Trung Hoa đó luôn luôn có một cái sự giằng co giữa Thiền Tông và Tịnh Độ Tông. Người Việt Nam thì chúng ta hay nói là thiền tịnh mật là nói chung, hay là thiền tịnh song tu. Nhưng mà thật sự người Trung Hoa đó, những ngôi chùa mà thấy Tịnh Độ Tông đó, thì không có thờ Tổ Sư Đạt Ma, mà những người tu theo Thiền Tông đó, thì không có thờ Tây Phương Tam Thánh. Thì đây cũng cho chúng ta thấy rằng ngay trong cái dòng tư tưởng đó, thì chúng ta đã thấy một bên nói nhiều về kiếp sau, nói về tương lai, một bên nói nhiều về hiện tại. Và chúng ta khi mà tu tập và đọc Phật Pháp, đặc biệt là trong Kinh Tứ Niệm Xứ đó, thì chúng ta thấy rằng Đức Phật Ngài nhắc chúng ta một cái chìa khóa quan trọng để sống, sống cho bây giờ và sống cho ngày mai. Cái chìa khóa đó là cái khả năng tỉnh táo, khả năng đủ để bắt nhịp với thực tại, để biết cái gì đang xảy ra ở thân và tâm của chính mình. Bây giờ thì chúng tôi xin được đề cập đến bốn điều, mà đặc biệt khi nói về tương lai. Và bốn điều này thì chư Tôn Đức hôm nay đã đề cập rồi. Bây giờ thì chúng tôi chỉ xin đúc kết lại. Thứ nhất thưa quý vị, ở trong một câu Phật ngôn, Đức Phật dạy rằng cuộc sống thì thưa quý vị, tất cả chúng sanh đó, đều phải chịu chết đều nhau cả thảy. Vì con người ra đó, thì đều có giới hạn của tuổi thọ và ra đi theo cái nghiệp riêng của mình. Làm thiện sanh cõi vui, làm ác sanh cõi khổ. Người trí năng làm thiện vì phúc đức thì tùy thân chính là để nương nhờ đời này và đời sau. Nếu chúng ta thật sự lo cho tương lai, thì chúng ta nên tạo công đức trong hiện tại. Và đây là điều rất là lạ thưa quý vị. Chúng tôi có gặp một trường hợp có một Phật tử, mà vị này thì thường tạo các công đức làm phước, nhưng mà không phải ai cũng quan hệ với điều này. Có nhiều khi chậm
thậm chí một người rất thân ở gần mình nghĩ rằng tại sao mà lại phí tiền để tạo công đức như vậy. Nhưng mà thật ra nếu chúng ta suy nghĩ cho kỹ đó, thì chúng ta thấy rằng rồi nếu mình để tiền đó mình không làm phước, mình làm gì? Thì mình mua quần áo để mặc, mua đồ trang sức để điểm trang, rồi cuộc sống mua cái này mua kia, mà liệu những cái mà mình mua đó nó có ý nghĩa hay không? Thì thưa quý vị, điều mà đáng nói trong cuộc sống đó, với một người hiểu đạo đó, thì chúng ta có cái những cái phúc nghiệp hay là cái phước hạnh, mà những cái phước nghiệp phước hạnh này đó nó đủ cho chúng ta có cái sự vững lòng vững tin ở đời này và đời sau. Bởi vì một khi mà chúng ta rời bỏ cuộc đời này thì thưa quý vị, chúng ta sẽ đi theo cái nghiệp của mình, chúng ta đi theo những gì mình làm, nhất là làm thiện làm ác, chứ không phải là những gì mình có. Mình cứ tin vào những gì mình có, nhưng cái mình có nó không có nghĩa nhiều như mình nghĩ đâu. Qua ngoài cái nghiệp thưa quý vị, thì chúng ta lại đi theo cái mà gọi là cái duyên. Cái duyên ở đây nhiều khi chúng ta không để ý, nhưng mà duyên ở đây đó, thì Phật Pháp dạy rằng chúng ta có những cái điều kiện để tạo cái duyên lành. Người Miến Điện đó, mà người Tích Lan đó, họ đặc biệt khi họ làm được cái phước báo gì, họ hay nguyện rằng do những cái phước hạnh đã làm đó, xin là cái duyên để chứng đắc Niết Bàn. Tại sao người ta lại nghĩ đến cái duyên? Là bởi vì ở trong cuộc luân hồi thức thì nó có sự cảm ứng, nó có sự chiêu cảm. Người ta nói rằng mã tầm mã, ngư tầm ngư. Chúng ta có duyên với Phật Pháp, chỉ nghe đến chữ Phật thôi đã mở lòng ra, chỉ thấy hình ảnh của Đức Phật thôi thì cái lòng của chúng ta đã thanh tịnh trong sáng. Và chúng ta thiếu duyên thưa quý vị, thì chúng ta sống như một người đồ tể ở kế bên chùa Kỳ Viên cả đời, rồi chết ác nghiệp của mình, mà không bao giờ thấy được cái giá trị thanh thoát cao cả của Đức Phật buổi sáng, của Chư Tăng buổi sáng đi khất thực, không bao giờ đến chùa để nghe Pháp. Chúng ta sống như vậy là vô duyên bạc phước. Không phải ở trong đời ai cũng có duyên lành đâu. Có những người sống trong một gia đình, ở trong một gia đình mà cha mẹ đó rất là hiền lương thục đức, là những người biết là phước nhưng mà con không học được. Lại có những người ở đâu rất là xa lạ lại bất chợt lại có được những cái phước duyên. Chúng ta tìm thấy rất nhiều những cái duyên lành đó, mà chính những cái duyên đó đó đưa chúng ta gần đến chánh pháp. Những cái duyên đó khiến cho chúng ta mở lòng ra khi gặp bậc thiện trí. Những cái duyên đó nó cứu chúng ta trong những giây phút thảm thốt mà chúng ta không dự nghĩ được. Chúng ta cứ tưởng tượng một người như là Angulimala, bàn tay nhuộm máu với không biết nhiêu tội ác, giết gần 1.000 người, chặt mỗi người một lóng tai, luộc lại lấy cái xương lóng tai kết làm càng đau khổ. Một con người cuồng sát như vậy, tạo nhiều nghiệp ác như vậy, nhưng mà nhờ một chút thiện duyên trong quá khứ, và thiện duyên đó khi Đức Thế Tôn xuất hiện kịp thời đã trở thành một vị tỳ kheo đắc đạo chứng quả, thì cái duyên lành rất là quan trọng. Chúng ta nên tạo duyên lành, mình có làm phước như có học Phật Pháp, xin cho đời sau chúng ta có thiện duyên với chánh pháp, xin cho đời sau chúng ta có cái thiện duyên gặp được bản lành, xin cho đời sau chúng ta có thiện duyên gặp chư vị thánh nhân, chư vị giác ngộ giải thoát ra đời, và xin cho chúng ta có nhiều cái thiện duyên để thành tựu những điều cao quý mà Đức Phật và các vị thánh nhân đã làm. Cái đó là cái chúng ta biết về tương lai. Chúng ta đã nói về nghiệp, chúng ta nói về duyên, thì chúng ta nói đến điều thứ ba cũng rất là đặc biệt quan trọng, được nói nhiều trong Phật Pháp. Đó là cái thói quen thưa quý vị, hay là chúng ta nghe cái tập khí, hoặc giả là cái thường cận ý duyên hay thường thân ý duyên. Cái gì đó mà nó trở thành một thói quen, nó trở thành một cái nếp, và cái thói quen, cái nếp đó đó, nó lại là một cái lực đưa đẩy rất là quan trọng. Tại sao có những người họ sanh ra đời đó, họ bị những cái chứng bệnh mà lạ lắm thưa quý vị, nói không tin là họ rất có tiền, nhưng mà họ thích ăn cắp vặt. Quý vị có tin không? Đến nỗi mà họ ăn cắp nổi tiếng, họ có tiền mà họ thuê cả luật sư
để sẵn sàng đến bảo lãnh họ ra khi ăn cắp. Nhưng mà khi mà họ vào ở trong một cái cửa hàng bách khóa, họ ăn cắp một món đồ rất là tầm thường, ăn cắp được họ rất là khoái trá, rất là sung sướng. Tại vì sao? Đó là thói quen. Có những người họ có cuộc sống rất là tao nhã, lành mạnh. Nhưng mà có những người họ có những cái vui thú ở những cái không lành mạnh. Tại vì sao vậy? Nó cũng là thói quen. Có những người, thưa quý vị, vào trong chánh điện tụng một thời kinh, nghe một bài pháp, hoặc thậm chí ngồi yên lặng. Ở trong sự yên lặng họ cảm nhận được sự thanh tịnh, thanh thoát. Nhưng mà người khác thì không. Người khác mà nhậu dẹp thì thích, bài bạc thì thích. Nhưng mà ngồi những giây phút tĩnh lặng ở trong một ngôi chánh điện trang nghiêm thì họ không cảm thấy gì. Cái đó là thói quen. Chúng ta nên cẩn thận với những thói quen của mình. Người ta nói rằng ban đầu chúng ta tạo thói quen, nhưng mà sau đó thói quen tạo chúng ta. Nếu nói về tương lai thì chúng ta phải xem chúng ta có những thói quen gì. Chúng ta có thói quen thích nghe pháp không? Chúng ta có cái thói quen là tự phản tỉnh lấy chính mình hay không? Chúng ta có thói quen hay phê phán hay nói về người khác, hay là chúng ta có thói quen nhìn lại chính mình? Chúng ta có thói quen là nghe ở đâu là phước chúng ta hoan hỷ, hay là lúc nào chúng ta cũng bùng sỉnh kéo kính? Chúng ta có cái thói quen là chúng ta gieo thù chúc oán, kết quan trái với người khác, hay là chúng ta có thói quen nhẫn nại buông xả? Thật ra cái thói quen đó là cái đích, và điều này rất là khó nói. Đôi khi đó chúng ta hay lý sự, chúng ta dùng lý luận để nói về điều này, nói về điều kia, nhưng mà không có điều nào quan trọng mà ảnh hưởng chúng ta nhiều cho bằng thói quen hết. Nội một cái chuyện rất là đơn giản thôi, thưa quý vị. Có những người đó, họ rất là thích những kẻ nịnh bợ, là bởi vì họ có thói quen là họ ưa thích sự mơn trớn. Nhưng mà có những người khác họ không thích nghe những lời dối trá đó. Họ nghe những lời đãi bôi dối trá là họ bật ra liền, họ không bao giờ giữ vào, họ không bao giờ muốn nghe tiếp tục. Nhưng mà lại có những người họ cần điều đó. Họ cần đến độ kinh khủng lắm. Nghĩa là lúc nào cũng muốn nghe có người nói ngon nói ngọt. Bởi vì chúng ta nói rằng ngọt mật thì chết rồi. Tại sao có những người họ lại thích những lời tân bốc, để rồi bản thân của họ bị khổ lụy? Tại vì họ ưa thích nghe những lời tân bốc. Đó là thói quen. Thói quen nó quyết định tương lai chúng ta rất là nhiều. Bởi vì ở trong cuộc sống này đó, nếu chúng ta còn khỏe, nếu chúng ta còn đủ cái trí tuệ, thì chúng ta nên chuẩn bị và tập cho mình những thói quen, và những thói quen tốt. Thật ra nếu chúng ta học trong Thắng Pháp thì chúng ta sẽ thấy rằng cái thường thân ý duyên nó tạo thành một cái nếp rất là quan trọng trong cuộc sống luân hồi. Chúng ta gọi là tập khí, hoặc là chúng ta gọi là cái bản tính, cái mà người ta gọi là cái cá tính cá nhân, cái personality của chúng ta đó. Thật ra nó là được định hình bởi những thói quen. Để rất là cẩn thận. Sau khi chúng ta nói về nghiệp, chúng ta nói về duyên, chúng ta nói về thói quen ảnh hưởng đến tương lai, thì điều thứ tư mà chúng ta nên nói đến đó là cái chủng tử hay là hạt giống. Điều này thì thưa quý vị, chúng ta rất ít khi để ý đến. Tại vì có những hạt giống nó len lén đi vào đời, nó mọc lên trong khu vườn tâm của chúng ta mà chúng ta hoàn toàn không để ý. Chúng tôi nhớ rằng hồi chúng tôi ở Pulau Bidong, ở trại tị nạn thì thứ vị, trại tị nạn Pulau Bidong ở Malaysia, họ làm ở trên một hòn đảo. Và chúng tôi thỉnh thoảng hay đi lên trên núi với quý thầy hay quý Phật tử để hái bông trang về để cúng Phật. Ở bên đó thì không có bông trang nhiều, nhưng mà một điều rất là thích thú là đi rừng, và rừng này ở trên núi, mà núi này nằm ở trong đảo. Nhưng là thỉnh thoảng gặp những cây ớt. Bây giờ thì khi chúng tôi nói tại đây thì có lẽ quý vị không có hoan hỷ lắm, nhưng mà ở trại tị nạn thì gặp cây ớt thì thực sự trong lòng hạnh phúc. Tại vì sao vậy? Nó là một tài sản nhất. Cái trái ớt ăn thì ngon rồi, nhưng mà lá ớt mà mình hái về đó thì cái lá ớt là nấu canh rất là ngon. Chúng tôi không biết là có vị nào biết ăn lá ớt nấu canh không. Thì thưa quý vị, những cái ớt này đó, nó ai trồng? Thật ra người ta biết cho biết rằng những loài chim đó, nó ăn cây và trái, thì nó có rất nhiều cách để nó mang
một cái giống cá từ cái rừng này qua rừng khác, từ hồ này qua hồ khác. Thí dụ như một con chim nó lao mình xuống hồ nó bắt cá, thì cái trứng của những con cá dính lên cái chân của nó, thì nó bay qua một cái hồ khác, thì nó đem cái trứng cá qua cái hồ khác. Bởi vì chúng ta thấy rằng ở trên cả thế giới này, hồ lớn hồ nhỏ đều có cá. Và ở những cái rừng nhiệt đới thì do những con voi ăn trái cây rồi nó tiêu ra, nó đại tiện ra, vì có những con chim nó ăn rồi nhả ra làm rơi rớt. Thành ra vào trong rừng nhiệt đới chúng ta bắt gặp rất nhiều cây có đôi khi ăn được, và đặc biệt mỡ cơ rừng. Và chúng ta nhớ rằng nhìn một cái ớt mỡ rừng nó có khi nó nở rộ đầy trái đỏ đó, thì thật sự mình rất là vui. Hái trái nó về vừa có ớt đi chia cho mọi người ăn, và đặc biệt mình sẽ hái lá non để về nấu canh. Nhưng mà khi mà chúng ta nói đến một hạt giống tình cờ gieo rắc chỗ này chỗ kia đó, nó gợi cho chúng ta biết là trong vòng luân hồi này đó, thì chúng ta cần những hạt giống lành. Và cái người có trí á, là người biết gieo những hạt giống lành. Đạo Phật gọi là cái bi chát. Ở trong kinh có đến một bài kinh mà chúng ta thường nghe sư trưởng, đó là cách làm ruộng của Đức Phật. Có một lần Đức Phật ngài đi khất thực gặp một vị Bà La Môn tên Pharadwaja chát. Và vị Bà La Môn này thấy Đức Thế Tôn tướng hảo, quang minh, khỏe mạnh, thì thay vì đem cái lòng kính mộ thì vị này lại không làm như vậy. Và vị này rất lấy làm tiếc cho Đức Phật là tại sao mà còn khỏe như vậy mà không đi làm ruộng. Lúc bây giờ thời Đức Phật tại thế làm nông là một trong những cái nghề tương đối gọi là rất là phổ biến ở trong xã hội nông nghiệp. Thì Đức Phật cái nói này cũng có làm ruộng. Và trong cái lời mà ngài giải thích sau đó, do lời yêu cầu Bà La Môn đó, thì ngài gọi đức tin là cái hạt giống và cái niềm tin là hạt giống. Chúng ta nên để ý kỹ lời dạy của Đức Phật. Tại sao đức tin là hạt giống? Niềm tin tức là sự tin tưởng mạnh mẽ. Và tin tưởng là vào gì? Tin tưởng vào nhân quả, tin tưởng vào Phật, tin tưởng vào Pháp, tin tưởng vào Tăng, tin tưởng vào nhân quả. Đó là những niềm tin rất lợi lạc mà chúng ta gọi là gieo những hạt giống lòng giống lành ở trong ngày vị lai. Người Việt Nam chúng ta có những chữ, có những cái cụm từ mà trong Hán Việt như là hạt giống bồ đề, hay là chủng tử bồ đề, hay là chủng tử lành chẳng hạn, đều nói lên cái ý nghĩa tương tự như vậy. Nói về tương lai thì chúng ta phải nói về hạt giống. Và vị nào mà có làm nông, vị nào có sống miền quê, thì chúng ta hiểu được một cái nguyên tắc rất là quan trọng trong sự canh tác trồng trọt, đó là muốn cây tốt thì hạt giống phải tốt. Chưa bao giờ mà chúng ta nghe nói rằng mình muốn trồng cây tốt mà hạt giống không quan trọng hết. Hạt giống tuy nó rất là nhỏ, rất bé, nhưng mà những người mà có làm ruộng, những người có trồng trọt, chúng tôi thì không phải là nông dân chuyên nghiệp, nhưng mà hồi nhỏ ở nhà đó, thì gia đình cũng trồng làm vườn, làm rẫy. Và ông ngoại chúng tôi cũng thường hay nói đó là muốn cái cây nó lên tốt thì hạt giống phải tốt. Ví dụ như là mình trồng bắp, hay là mình trồng cây mướp, bầu, thì phải lựa giống tốt. Bởi vì thưa quý vị, có nhiều khi chúng tôi nhớ là còn nhỏ mà ông ngoại đó muốn lựa cái một cái hộp giống của để trồng bầu, trồng mướp, thì ông ngoại lựa cái trái tốt nhất và luôn luôn dặn rằng tụi bây đừng ăn nha cái trái để làm giống. Và chúng tôi nhớ hồi nhỏ thì chúng tôi nghĩ là tại sao không lấy mấy cái trái mà nó nhỏ nhỏ để làm giống, tại vì cái trái nó lớn mà mình không ăn ổn quá. Nhưng mà sau đồng ngoại chúng tôi nói rằng muốn lựa hạt giống phải tìm cái trái tốt nhất và giữ cho nó già. Khi nó già rồi cái hộp ở trong nó có thể bọc được thì đem phơi khô mới làm hạt giống. Thì thưa quý vị, làm lúa cũng vậy. Không có ai mà gieo lúa xuống mà gieo lúa lép hết. Không có ai gieo mạ hay là trồng lúa mà những hạt lúa không tốt. Bởi vì chúng ta có cái thành ngữ trong dân gian gọi là tin một người nào đó bán lúa giống. Bán lúa giống á, thì thật ra cái lúa giống á, đối với miền quê, đối với người thành thì lúa giống có sợ, mà người miền quê lúa giống là lúa tốt nhất. Cái hạt nó phải chắc, nó phải tốt. Cái hạt nó tốt thì cái cây nó mới tốt. Nên chúng tôi
Chúng tôi nhớ rằng người Tây Tạng đó, thì họ hay nói về cái chủng tử. Chỉ chủng tử là một chữ khác của chữ giống lành, tiếng Việt hạt giống lành. Thì họ nói rằng cái chủng tử Bồ Đề hay là chủng tử tốt rất là quan trọng ở trong cuộc sống. Bởi vì người Tây Tạng là người sống ở miền núi, miền Sơn Cước. Và họ có một cái nhìn về khoa màu, về thảo mộc á, nó rất khác với chúng ta. Tại vì ở trên vùng đó nó không có dễ dàng để trồng. Một năm á, thì họ chỉ có trồng ở một số tháng mà tương đối là không có trời tuyết. Và khi họ trồng như vậy đó, thì nhất là đặc biệt là trồng bắp đó, ở trồng bắp hay là trồng lúa mì đó, thì họ phải tuyển những cái hạt giống rất là tốt. Và trong văn hóa Tây Tạng á, thì họ nói nhiều về cái hạt giống lành này lắm. Do vậy chúng tôi có một lần nghe Ngài Ajahn Chesaro có đề cập đến một cái ý nghĩa. Ngài nói rằng có nhiều người hay nói một cách nhẹ thể khi mà đề cập đến những pháp như là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Giới, niệm Chư Thiên hay niệm Sự Chết. Thì nhất là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Chư Thiên đó, niệm cái đó chỉ đắc đến cận định thôi, không phải là tu cao. Nhưng mà Ngài nói thật ra đó, trên phương diện mệnh định nó có một giá trị khác. Nhưng mà trên phương diện mà gọi là gieo trồng cái hạt giống lành thì có một giá trị khác. Thí dụ như có những người tu địa mục, đất nước, lửa, gió, xanh, vàng, đỏ, trắng, chứng thiền định rất cao. Nhưng mà chưa chắc là họ đã gieo được một cái hạt giống lành. Ở trong đời sống mà chúng tôi tu tập, chúng tôi để ý thấy vị nào mà lễ bái, lễ lại bái sám, tụng kinh mà với cái tâm thành, tâm trí thành, thì thường là vị đó tu lâu, tu bền và lớn mạnh trong Phật Pháp. Còn cái người mà sống mà không có đức tin, và không đức tin, quý vị đừng nói người cư sĩ nha, ngay cả người xuất gia mà sống không có cái đức tin, không có thường xuyên suy niệm về ân lành của Tam Bảo, không thích cái chuyện tụng niệm, không thích cái chuyện ngồi đó để mà suy tưởng, niệm tưởng ân lành của Phật Pháp Tăng, thì nhiều khi mình nó không có lớn mạnh, không có trưởng thành trong giáo Pháp. Chúng tôi không có nói điều này là tuyệt đối, nhưng mà chúng tôi nói đa số vì đầu sống mà cái đức tin kém đó, thì thật sự cái cuộc sống đó, nó lớn lên là eo ọt đó. Dạ. Bởi vì chúng ta nên biết những cái hạt giống tốt, hạt giống lành. Ví dụ như là chúng ta có dịp đi hành hương chiêm bái Phật tích ở nơi Đức Phật Ngài đản sanh thành đạo chuyển pháp luân niết bàn, hay là chúng ta có dịp đến những cái nơi mà thờ Xá Lợi Phật. Chúng tôi trong cuộc đời có những cái phước, thưa quý vị, là chúng tôi đã từng đến viện bảo tàng Đưa Đi ở tại Ấn Độ cùng với một số Phật tử và Chư Tăng á, đến chiêm bái Xá Lợi của Đức Phật mà họ giữ ở trong viện bảo tàng. Và Đức Vua Phumifol của Thái Lan cũng dùng một cái tháp bằng vàng, nhưng mà họ vẫn để Xá Lợi bên ngoài cho chúng ta chiêm bái. Và chúng tôi thường đưa quý Phật tử vào, chúng tôi nhắc quý vị là nên tận dụng giờ phút đó. Chúng ta có chừng 15 phút để đảnh lễ Xá Lợi, tại vì có nhiều người vào. Nhưng mà mình ngồi đó, nếu mình biết, nếu mình có đủ sự cảm nhận, thì mình cảm thấy rằng thật sự có phước. Đó là một phần Xá Lợi mà do các cái nhà khảo cổ khai quật từ thành Ca Tỳ La về, khi dùng Thích Ca để lời của Đức Phật về thơ. Và chúng ta nếu biết ngồi, biết chiêm bái, biết đảnh lễ, thì chúng ta thật sự gieo được cái duyên lành. Hay hoặc giả là có những lần mà chúng ta có dịp gặp các bậc trưởng lão, các bậc cao tăng khi đi đó đây. Thật ra có nhiều vị thì không có cảm nhận được, nhưng mà một trong những niềm hạnh phúc trong cuộc đời tu của chúng tôi cho đến bây giờ là được quỳ xuống đảnh lễ lại các ngài. Và khi chúng ta lại bằng cái tâm trí thành kính, chúng ta cũng gieo cái duyên lành. Người Ấn Độ họ nói rằng ai mà biết nghiêng mình với trước điều thiện thì người đó sẽ đi theo điều thiện, mà ai không biết nghiêng mình trước điều thiện thì người đó sẽ tầm điều ác. Chúng ta đi mà chỗ nào mà có các bậc khả kính mà chúng ta có thể đảnh lễ cúng dường thì thực sự cái gieo duyên lành rất có phước. Và đôi khi thưa quý vị, ngay cả chừng chúng ta học kinh, học Phật Pháp, nếu mà chúng ta học bằng tâm cung kính
thái độ nghiêm túc thì cũng là tạo duyên lành. Nên nói về tương lai đó thì không phải chúng ta nói về tạo thiện nghiệp không, hay là chúng ta nói về tạo thiện duyên không, hay là chúng ta tạo thói quen tốt không, mà chúng ta còn phải hiểu cái gì là cái hạt giống lành, cái chủng tử tốt để cho mai hậu. Đức Phật Ngài không có nói chúng ta sống chỉ trong hiện tại mà hoàn toàn bỏ tương lai, như là vị nào mà học ở trong giáo trình kinh tương ứng đó. Đức Phật Ngài có dạy rằng một người có trí, và một người có trí là biết thương chính mình. Biết thương chính mình thì người này tạo nhiều cái thiện nghiệp, bởi vì thiện nghiệp đó, nó sẽ mang lại cho họ cái phúc lạc đời này và đời sau, ở trong thế giới này và thế giới sau. Những điều đó Đức Phật dạy rất rõ, không phải là chư tăng suy luận ra mà nói đâu, thưa quý vị. Nhiều nhiều bài kinh như vậy, rất rất nhiều bài kinh mà Đức Phật Ngài dạy. Vì vậy, nếu chúng ta biết thương bản thân của mình, và nếu chúng ta biết nghĩ một cái chánh đáng về tương lai, thì điều đó có nghĩa là chúng ta tìm thấy được những hành động cụ thể trong hiện tại. Tương lai nó sẽ không đến bằng ảo vọng, tương lai nó không đến bằng sự mơ mộng, mà tương lai nó đến từ những hành động thiết thực trong đời sống. Thì nếu chúng ta nói về thiện nghiệp, nếu chúng ta nói về thiện duyên, chúng ta nói về thói quen tốt, nếu chúng ta nói về những hạt giống lành, thì tất cả những điều đó, đó chúng ta nghiệm cho kỹ đi, có điều nào không liên hệ đến hiện tại? Nếu chúng ta nghĩ rằng những điều đó là chỉ lo tương lai thì chúng ta hiểu rất là sai. Bởi vì dù là thiện nghiệp, dù là thượng duyên, dù là chúng ta nói về thói quen tốt hay là hạt giống lành, tất cả những điều này đều có thể bắt đầu từ trong giây phút hiện tại, mình làm trong hiện tại này. Nên một người mà có biết Phật Pháp đó, thì chúng ta sẽ không đánh mất cái giây phút hiện tại này. Bây giờ thưa quý vị, ở trong những cái phone như là Android hay iOS có những cái ứng dụng rất là lợi lạc, mà chúng tôi thấy là nếu chúng ta nạp những cái ứng dụng đó vào trong điện thoại, thì ở trong 1 giờ hay là 3 giờ tùy theo chúng ta muốn, hay là buổi sáng, buổi tối, thì nhắc chúng ta là nên dành 1 phút để niệm hơi thở, nên dành 1 phút để hồi quán thân tâm của mình. Chúng tôi thấy rằng những cái app đó rất là lợi lạc, nhưng mà quan trọng là chúng ta áp dụng. Mỗi một ngày á, nếu chúng ta có một vài giây phút để nhìn hơi thở ra, hơi thở vào, cái đó cũng là tạo duyên lành. Chúng ta đừng coi thường, và đừng bao giờ nghĩ mình tu, mình phải tu rút, mình phải tu lớn chuyện, phải vào trong đường thiền, phải cạo đầu, phải xuất gia mới là tu. Thật ra buổi sáng thức dậy chỉ cần 1 phút thôi cũng được, chỉ cần 5 phút thôi cũng được, 10 phút thôi cũng được. Đức Phật Ngài khuyến khích chúng ta là mình tu không phải là nói đến 7 năm, 7 tháng, 7 ngày, mà trong thời gian ngắn, Ngài nói là một khẩy móng tay thôi, mà chúng ta khởi lên cái tâm tư vô lượng thì nó cũng là mang lại nhiều cái lợi lạc. Và do việc chúng ta đừng bao giờ xem, và đừng bao giờ xem thương những cái rất là nhỏ. Khi mà cái ứng dụng nó nhắc chúng ta là ngồi điểm hơi thở, dù chúng ta đang nằm, đang làm việc, chúng ta tạm ngưng một chút. Nếu không có chuyện gì gấp phải liên tục, tạm ngưng một chút, nhìn vào hơi thở vô, hơi thở ra, hay là đơn giản là con đảnh lễ Phật, con đảnh lễ Pháp, con đảnh lễ Tăng, hay còn giả là chúng ta nói con nương tựa Phật, con nương tựa Pháp, con nương tựa Tăng. Chúng ta không có mất nhiều thời giờ đâu. Chúng ta bận lòng lo những cái chuyện thị phi thế sự, bận lo coi tin tức chuyện này chuyện kia, nhưng mà chúng ta không có đầu tư tốt cho cái thời giờ trong cuộc sống. Và nếu chúng ta có một cái cảm nhận thực sự đó, thì thưa quý vị, ngay cả cái tâm thái của chúng ta cũng cảm nhận được. Như chúng tôi nói rằng Ngài Xá Lợi Phất Ngài dạy, trong 4 hạng người đó, hạng người quế trực không biết mình quế trực, hạng người quế trực biết mình quế trực, hạng người thanh tịnh không biết mình thanh tịnh, hạng người thanh tịnh biết mình thanh tịnh đó, thì cái hạng người mà quế trực biết mình quế trực, thanh tịnh biết mình thanh tịnh là đáng quý. Bởi vì lâu lâu chúng ta nên nhớ rằng hạnh phúc thay, ta sống không hận thù, giữa những người thù hận, giữa những người thù hận ta sống không hận thù. Hạnh phúc thay, ta sống không rộn ràng, giữa những người rộn ràng, giữa những người rộn ràng ta sống không rộn ràng. Ví dụ là chúng ta phải cảm nhận, và cảm nhận một cách trọn vẹn.
Đó là cái chuyện mà chúng ta tiếp xúc với thực tại. Và trong cái sự cảm nhận thực tại đó, thì chúng ta đừng sống mặc cảm là tại sao mình lo hiện tại không lo tương lai. Thật ra có rất nhiều việc ở trong hiện tại chúng ta làm tốt thì tương lai nó sẽ tốt. Dĩ nhiên chúng ta không biết là chết rồi ta đi về đâu, như con bé người thừa nhật chúng ta không biết đâu. Nhưng mà chúng ta biết rằng nay vui đời sao vui, người thiện hai đời vui. Vui thấy việc thiện mình làm sanh vào cõi thiện vui hơn. Thì điều này rất là đơn giản là mình lo cho đời sau cũng có nghĩa là mình sống tốt với hiện tại. Sống tốt với hiện tại cũng là lo cho đời sau. Bởi vì chúng ta hãy khởi đầu một năm mới bằng cái tinh thần rất là tích cực. Tích cực ở đây là năm mới, dù là Tết Dương lịch hay Tết Nguyên Đán âm lịch, thì chúng ta ngồi nhớ lại là ở trong cuộc sống chúng ta có những giá trị cao cả để tôn thờ. Đó là Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo. Chúng ta có thể ngồi suy niệm tưởng lại với cái tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Chỉ một câu thôi, mong cho muôn loài chúng sanh được an lạc. Chúng ta hãy mong mỏi một cách chân thành để mình giảm bớt hận thù, giảm bớt quan trái. Vì nếu chúng ta không khéo thì trong cuộc đời chúng ta chồng chất những quan trái, nhiều hận thù. Và khi mà trong lòng chúng ta có những quan kết đó, thì cái người làm khổ là mình chứ không phải ai hết. Chúng ta nhớ như vậy. Và chúng ta nhớ lời Phật dạy rằng có lợi ích gì để giận, để hờn, lợi ích gì để buồn phiền người khác. Chúng tôi sống, thưa quý vị, có nhiều khi ở trong chùa đó, chúng tôi gặp những người Phật nữ mà rất là tội nghiệp và chúng tôi không biết phải làm gì. Chúng tôi Phật làm gì? Hết giận người này tới trách móc người kia, hết trách móc người kia tới quán hờn người đó. Và họ luôn luôn nghĩ rằng họ có lý để giận hờn, nhưng mà họ không biết rằng đó chỉ là một thói quen. Đó là thói quen giận hờn đó. Mình giận để làm gì chứ? Mình giận để mình tối mê thêm, mình giận để mình phiền não thêm, mình giận để mất ăn thêm. Mà nói không được, nói không bao giờ được hết. Nghĩa là giận thì có năm suất giận, và nói với họ 10 câu là hết 8 câu là trách móc người này, trách móc người khác. Chúng ta phải coi chừng. Dạ. Và chúng tôi thưa quý vị là đời sống ngày hôm nay đó, nó là một cái đời sống mà chúng ta dễ nuôi thù vú quán một cách lãng nhách. Chúng tôi nói cái câu đó nghe nó kỳ. Chúng tôi gặp một người Phật tử, mấy người Phật tử hôm qua đến chùa đó, mà chúng tôi nghe họ nói là do cái quan điểm chính trị mà họ ghét một cái bà chủ tịch, mà Pelosi, chủ tịch Hạ viện của Đảng Dân Chủ đó. Thì thật ra chúng tôi không phải là dựa trên quan niệm đảng phái, nhưng mà chúng tôi thấy một điều như vậy là quả thật là con người chúng ta trong một thời đại do cái mạng thông tin chúng ta biết nhiều chuyện, chúng ta ghét những người khủng bố, ghét những người Hồi giáo, ghét những người khác đảng phái chính trị, chúng ta thù người này ghét gì chưa. Thậm chí có đôi khi, thưa quý vị, chúng tôi ngồi nói chuyện với một người mà nghe họ ghét ca sĩ này, ghét ông này bà kia ở trên mạng internet thì để làm gì? Thù nhớ quán trả để làm gì? Thù nhớ quán trả để tâm của mình bị chứa chấp hận thù. Chứ là chỉ đơn giản thôi. Ngồi lại, mong cho tất cả chúng sinh được an lạc. Dạ. Mong cho những người nào khổ sẽ hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Tại sao có nhiều người làm tốt mà không hoan hỷ? Ví dụ như chúng ta nghĩ rằng những người vào nghe Pháp hàng ngày đấy. Thật ra chúng tôi thấy những người vào nghe Pháp chúng tôi có tùy hỷ. Cái chuyện tùy hỷ rất là đơn giản. Thấy quý vị vào nghe Pháp mỗi ngày, chúng tôi nghĩ đến quý vị ở trong lòng chúng ta thật là tốt lành, thật là đáng hoan hỷ. Mà quý vị biết có bao giờ chúng ta biết rằng mình tùy hỷ là mình cũng có phước nhờ, chứ không phải là tùy hỷ là vô nghĩa đâu. Nhưng mà chúng ta không chịu thấy điều đó. Chúng ta là con Phật mà chúng ta không nghe lời Phật dạy, toàn là nghe những lời của ma dạy. Bây giờ mình sống cả đời đi, mình chúng tôi thấy rằng có những người, thưa quý vị, họ ngồi ở nhà họ chuyên môn viết email để phê bình này, phê phán người kia, những người ở trên diễn đàn, rồi những người của quá khứ, rồi ông tướng này, ông tổng thống kia, người này, người khác, ở trong đầu họ đầy dẫy những tạp niệm. Để làm gì? Và để viết email gửi đi, không lợi lạc gì hết. Mà những người đó, chúng tôi bảo đảm quý vị rất khó nói. Thì họ thấy có ý nghĩa. À, cuộc sống mình viết email, mình phê bình, mình chửi bới người này khác có ý nghĩa. Thật không có ý nghĩa gì hết. Nó chỉ làm rõ chúng ta rối thêm thôi. Nếu chúng ta biết thương mình, hãy cho mình những giây phút thanh thản. Nếu chúng ta biết thương mình, hãy cho mình những giây phút chánh niệm. Nếu chúng ta biết thương mình, thì chúng ta hãy cho mình cuộc sống mở lòng rộng la. Bầu trời bao la nó vẫn đẹp hơn là một cái thế giới ngục tù. Tại sao chúng ta phải đem cái tâm của mình giam hãm trong sự ngục tù
của những tà kiến, khoan kiến của những phiền não. Tại sao chúng ta không sống bằng bầu trời cao rộng? Thì chúng ta nhớ một điều như vậy, là nói cho cùng thì Đức Phật Ngài dạy rằng tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ, tâm tạo tác. Nếu với tâm ô nhiễm, nói năng hay hành động thì đau khổ sẽ theo ta như bánh xe theo chân con vật kéo. Mà tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ, tâm tạo tác, nếu với tâm thanh tịnh, nói năng hay hành động thì hạnh phúc sẽ theo sau như bóng không rễ hình. Đức Phật Ngài thương chúng ta nhiều lắm, Ngài cho chúng ta nhiều lắm, nhưng mà hưởng hay không là do chúng ta thôi. Mà thực sự nếu ông cha chúng ta để lì một gia tài lớn mà chúng ta đi ăn xin, chúng ta sống đói lạnh ở ngoài đường, ngoài phố, thì thật ra chúng ta rất là vô phước, rất là bạc phước, rất là đáng tội nghiệp. Nếu Đức Phật để cho chúng ta một gia tài mà chúng ta không hưởng dụng được, và nếu chúng ta không tìm ở đó được ánh sáng của trí tuệ, sự an lạc của tâm thanh thản, thì thật ra chúng ta đừng nói về tương lai. Tại vì hiện tại phiền não, hiện tại đau khổ, mà bảo rằng tương lai tốt thì không có gì tốt đâu. Và do vậy, chúng ta mong rằng trong ngày đầu năm 2022, tất cả chúng ta sẽ có một nội tâm ít phiền não và một trí tuệ mẫn tiệp sáng suốt. Xin cho chúng ta có đủ chánh kiến, chánh tính, xa bằng ác, gần bằng lành. Và xin cho chúng ta có nội tâm hướng thượng, hướng đến những gì tốt đẹp, cao cả của đời sống, chứ không phải là vướng vấp những cái tầm thường trong cuộc sống này. Xin cảm ơn tất cả quý vị, và thay mặt chúng ta có một năm mới được an lành và nhiều tinh tiến. Thưa quý vị, chúng tôi xin kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Buddha Dhamma. Và ngày hôm nay Chủ nhật ngày 2 Tây tháng Giêng năm 2022 cũng đã hoàn tất tuần lễ sinh hoạt đặc biệt 7 ngày tiễn đưa năm cũ và đón năm 2022. Ngày mai này chúng ta sẽ trở về lại với sinh hoạt thường lệ. Và ngày thứ hai, môn học của chúng ta sẽ là môn Phật Pháp cơ bản, và chúng tôi sẽ là vị đảm cách chương trình giảng dạy từ ngày mai cùng với sự thảo luận của Chư Tăng. Kính đảnh lễ Chư Tôn Đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam Mô Phật Thầy. Chư Tôn Thành Thầy, chúng con thành kính chư ân thượng tọa giác đẳng. Sa-thu lành thay con Đức Ta Minh Nha, thay mặt đại chúng trong rừng, chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật, để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tôn chỉ, không làm các ác nghiệp, không tu các hành lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật dạy. Cảm ơn quý ớt đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức và quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Phi Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết chuyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hoàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ơn, đồng thừa tứ công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bổn Sư Thích. Cầu xin hộ pháp
gió nhờ thượng phẩm bảo tồn hoàn cảnh nghiệp thành từ khẩu ý thân hóa thành phúc quả trị nhân tu sa phang su mang ga lang ga khan tu sa pa di va ta sa pa bu ta lu pa ve na so ti on tu ni ro da lang o tu sa phang sang ga lang ga lang ga khan tu sa pa di va ta sa pa dhamma lu pa ve na so ti on tu ni ro da lang o tu sa phang su mang ga lang ga trong biến thành